Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 51. Cứ nhẹ nhàng vậy sao? Tô Thương rốt cuộc là cảnh giới gì vậy? Sao lại có thể đánh bại cảnh giới võ tôn dễ như đang nhấp ngụm trà vậy? Võ tôn có thể sánh ngang với kết đan, Tô Thương chắc không phải là đã tấn cấp lên cảnh giới kết đan rồi chứ? Cái này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là kết đan rồi, hơn nữa còn không phải là kết đan sơ kỳ, nhìn thực lực của anh ấy, chí ít cũng đã là kết đan trung hậu kỳ rồi nhỉ. Mới chỉ nửa năm thôi, thời gian nửa năm, mà đã nhảy vượt qua một cảnh giới cao như vậy, không hổ là người được ông trời lựa chọn để khởi động cải biến giới luyện võ, xem ra anh ấy có thể trở thành niềm hy vọng của giới luyện võ chúng ta rồi. Chẳng trách anh ấy có thể khởi động giới luyện võ, xem ra tiên đoán của lão môn chủ của Thiên Cơ môn không hề sai, người khởi động cải biến giới luyện võ sẽ là niềm hy vọng cuối cùng của giới luyện võ, sau đó sẽ dẫn dắt giới luyện võ đứng lên. Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi đã xem thường minh chủ, tôi đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Minh chủ Tô, minh chủ Tô, minh chủ Tô. Mọi người sau khi phản ứng lại thì thái độ đối với Tô Thương liền có sự thay đổi cực lớn. Lúc bắt đầu, bọn họ căn bản không coi trọng Tô Thương, tất cả đều cho rằng Tô Thương sẽ thua là cái chắc, thậm chí còn nghi ngờ Tô Thương không xứng để làm minh chủ. Nhưng bây giờ, ánh mắt mọi người nhìn Tô Thương tràn đầy vẻ kính sợ, vừa nhắc tới Tô Thương thì trên mặt đều lộ ra vẻ cung kính, giống như đã coi Tô Thương là minh chủ võ lâm rồi. Kỳ thực, bọn họ có sự thay đổi thái độ lớn như vậy, cũng không thể trách bọn họ được. Trong thời gian này, thập đại cổ tộc và cao thủ ngoại vực xâm chiếm các thế lực của giới luyện võ khắp thiên hạ. Đối phương thực sự quá mạnh rồi, mà họ thì không có chút sức đánh trả nào, thậm chí bọn họ cũng không dám phản kháng lại, bởi vậy mới rời bỏ quê hương, chạy trốn đến núi Cửu Phong tìm sự che chở. Bọn họ bây giờ, đã hoàn toàn mất hết hồn vía, mất hết phương hướng, đắm chìm trong bóng đêm và nỗi sợ hãi vô tận. Vì vậy, tâm lý khinh thường kẻ yếu và coi trọng kẻ mạnh của họ sẽ được biểu hiện một cách sinh động nhất. Lúc trước bọn họ không biết thực lực của Tô Thương, cho nên luôn coi thường Tô Thương, mỉa mai anh. Nhưng giờ đây, sau khi biết được Tô Thương có thể nhẹ nhàng đánh bại cao thủ võ tôn, hơn nữa chỉ ở trong khoảng thời gian nửa năm, mà đã tiến bộ nhiều như vậy, thì mấy người này mới nhận thức ra được, Tô Thương thật sự chính là người mà ông trời đã chọn, là con cưng của trời đất. Bọn họ đang rất bất lực, đang rất bàng hoàng, như đang lạc lối trong bóng tối mà Tô Thương chính là ánh sáng trong bóng tối đó, chiếu thẳng vào tim họ, trở thành tín ngưỡng của họ. Mấy người này coi Tô Thương như là nhánh cỏ cuối cùng cứu giúp giới luyện võ, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ rất tôn sùng Tô Thương. Tô Thương thấy được sự thay đổi thái độ của bọn họ, nhưng anh cũng không quan tâm lắm. Mặc kệ là giới luyện võ hay thế giới tu chân. Từ trước tới nay mọi người ai cũng chỉ tôn trọng người mạnh mà vĩnh viễn coi thường kẻ yếu. Về điểm này thì Tô Thương sớm đã quen rồi, cho nên anh cũng không thèm bận lòng đến nó. Tô Thương. Lúc này, Từ Nhị khó khăn từ dưới đất đứng dậy, nhìn Tô Thương nghiến răng nói, anh dùng một chiêu đã đánh bại tôi thừa nhận anh rất mạnh, tôi không bằng anh. Nhưng tôi, vẫn phải mắng anh chính là con rùa rụt đầu, là đồ chó không biết đến tình nghĩa. Từ Nhị lạnh lùng nói. Hừ. Tô Thương nghe vậy, liền nhìn thẳng vào Từ Nhị, trong ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Nhị ca. Lúc này, Ngô Phong ở bên cạnh chạy lên đỡ Từ Nhị, nhỏ giọng nhắc nhở, Nhị ca, anh đừng nói nữa, lúc nãy anh vô lễ như vậy với Tô Thiếu Gia mà Tô Thiếu Gia cũng không giết anh là đã nể mặt anh lắm rồi, anh tuyệt đối đừng nói năng lỗ mãng như vậy nữa. Cậu cút đi, tôi cứ muốn nói đấy. Từ Nhị dùng sức đẩy Ngô Phong ra, sau đó liền chăm chú nhìn Tô Thương, lạnh giọng nói, Tô Thương, Tuyết Nhi không tiếc thân bại danh liệt, mang tiếng xấu trên lưng, vì anh mà sinh ra hai đứa nhỏ. Nhưng nửa năm nay, cô ấy rơi vào trạng thái ngủ say, chưa biết sống chết ra sao thì anh đang ở đâu hả? Từ Nhị nghiến răng, hét lên, anh là con rùa rụt đầu, trốn đi một chỗ, chưa từng xuất hiện một lần, anh có biết Tuyết Nhi bây giờ đau khổ thế nào không hả? Anh có biết mỗi ngày cô ấy phải đang chịu đựng cái gì không? Anh không biết, cái gì anh cũng không biết, anh như vậy, thì dựa vào cái gì mà có được Tuyết Nhi chứ? Tô Thương nghe đến lời này, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, trong lòng cũng thắt lại. Anh lập tức thi triển chỉ xích thiên nhai, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Từ Nhị,
anh túm lấy áo anh ta, chất vấn, Tuyết Nhi làm sao, nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hừ, Từ Nhị lại bình thản nói, nửa năm trước, sau khi từ núi Võ Đang trở về thì cô ấy liền rơi vào tình trạng ngủ say, đến nay không biết sống chết ra sao. Cụ thể thế nào thì tôi không rõ, chỉ có Lão Minh Chủ và Tiền Bối Ngô mới biết được, nhưng cứ mỗi đầu tháng thì trong núi Cửu Phong đều nghe thấy tiếng kêu rên thống khổ của Tuyết Nhi. Tiếng kêu rên làm tan nát cả cõi lòng, vang vọng khắp núi Cửu Phong này không dứt, khiến ai nấy nghe thấy đều cảm thấy xót xa. Từ Nhị mặt tràn đầy khinh thường nói, nếu như anh là một người đàn ông thì làm sao lại có thể nhẫn tâm nhìn người con gái đã sinh con cho anh chịu sự thống khổ như vậy chứ? Câm miệng, Tô Thương tùy tiện ném Từ Nhị qua một bên rồi nói, Ngô Phong, Tuyết Nhi đang nằm ngủ say ở đâu, đưa tôi đi ngay. Tô thiếu gia, chỗ Minh Chủ nằm ngủ say, tôi thật sự có biết, nhưng đó là cấm địa của núi Cửu Phong, chỉ có Lão Minh Chủ và Tiền Bối Ngô mới có tư cách bước vào. Ngô Phong cười khổ nói, tôi muốn anh dẫn tôi đi. Tô Thương trợn to mắt, gằn giọng xuống, quanh thân tỏa ra uy thế khủng bố, khiến cho nơi đó cuồng phong nổi lên, cát bụi bay đầy trời. Những người luyện võ đang đứng xem gần đó, ở dưới cảnh giới võ tôn đều nơm nớp lo sợ, cơ thể đứng không vững, nghiêng ngả qua lại. Tôi lấy thân phận Minh Chủ Võ Lâm ra lệnh cho cậu, đưa tôi đi gặp Tuyết Nhi. Tô Thương mở miệng lần nữa. Giọng điệu vô cùng cứng rắn, không cho phép đối phương cự tuyệt. Chuyện này, vâng. Ngô Phong không kiềm được nuốt nước bọt một cái, thực sự không dám chống lại ý của Tô Thương, chỉ đành phải đồng ý. Tô Thương, Từ Nhị ở bên cạnh thấy vậy, nghiêm túc nói, nếu như anh có thể khiến Tuyết Nhi tỉnh lại, hồi phục như bình thường thì từ nay về sau, tôi chỉ nghe duy nhất mệnh lệnh của anh, tôi xin thề, nếu không làm được sẽ bị trời tru đất diệt. Tô Thương chỉ nhìn anh ta một cái rồi dẫn theo Ngô Phong cùng rời đi, đương nhiên cũng dẫn theo ông chủ Nam Cung Ngự của gia tộc Nam Cung đi theo. Cái tên Từ Nhị này, Tô Thương đối với anh ta cũng có ấn tượng không đến nỗi quá tệ. Ít nhất thì anh ta có sao thì nói vậy, cho dù là có bất mãn với mình, căm hận mình, thì cũng biểu lộ ra hết bên ngoài, chứ không hề giấu trong lòng rồi âm thầm giở trò xấu. Người đàn ông như vậy, Tô Thương vẫn là khá khen ngợi. Về phần anh ta nói năng lỗ mãng với mình, thì đã bị Tô Thương dạy dỗ một trận rồi. Một đòn lúc nãy, không quá 10 ngày nửa tháng thì Từ Nhị cũng không thể hồi phục lại được như ban đầu. Nửa năm thời gian mà đã đạt được từ cảnh giới kết đan trở lên, Tô Thương, tôi phục rồi, tôi không xứng với Tuyết Nhi, tôi không bằng anh. Từ Nhị nhìn theo hình bóng của ba người Tô Thương, cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng không bằng chính là không bằng. Anh ta lẩm bẩm nói, hy vọng anh có thể cứu Tuyết Nhi, cứu núi Cửu Phong. Sau khi ba người Tô Thương rời đi, thì đám đông mọi người có mặt ở đó lại bắt đầu bàn tán sôi nổi, đặc biệt là có người cuối cùng đã chú ý đến lão già xuất hiện bên cạnh Tô Thương. Người kia sao càng nhìn lại càng thấy quen thế nhỉ, có nét giống với Nam Cung Ngự của gia tộc Nam Cung phải không? Tôi còn tưởng chỉ mình tôi nghĩ vậy, ông ta không chỉ giống tôi đâu. Dung mạo dường như cũng y chang với Nam Cung Ngự luôn đấy. Gia tộc Nam Cung cai quản nửa vùng miền Nam này, sau khi Phong Khê thiếu gia đến trái đất, đã tạm thời ở lại chỗ gia tộc Nam Cung, nghe nói hơn 400 năm trước một trong bốn vị cao thủ luyện võ, là Trường Phong Đại Nhân, chính là cha của Phong Khê thiếu gia. Quan hệ của Nam Cung Đại Nhân và gia tộc Nam Cung không bình thường đâu nha, thảo nào, Phong Khê thiếu gia cũng không ít lần chiếu cố cho gia tộc Nam Cung. Để mặc cho gia tộc Nam Cung mở rộng lãnh thổ, nhưng Nam Cung Ngự sao lại là bề tôi của Tô Minh chú vậy? Tôi nghe nói mấy ngày trước Phong Khê thiếu gia đã đến núi Côn Luân, làm náo loạn một trận long trời lở đất, hơn nữa còn đem hết tất cả những người thân tín của nhà họ Tô đưa về gia tộc Nam Cung, trong đó bao gồm cả cha và ông nội của Tô Minh chủ. Thật hay giả vậy, sao Tô Minh chủ còn chưa đến gia tộc Nam Cung để tính sổ thế, đợi chút. Không lẽ Tô Minh chủ đã đến gia tộc Nam Cung tính sổ rồi đấy chứ, rồi còn sát hại hết tất cả bọn chúng, sau đó bắt lấy ông chủ Nam Cung Ngự của gia tộc Nam Cung. Không phải chứ, Trường Phong đại nhân người ngoài gia tộc Nam Cung, hơn nữa mấy tháng trước Trường Phong đại nhân đã trở lại cảnh giới Nguyên Anh rồi, Tô Minh chủ tuy mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức đó đâu nhỉ. Nam Cung Ngự này bị sao vậy, sao lại là bề tôi của Tô Minh chủ thế? Nhìn thoáng qua còn thấy ông ta lễ phép với Tô Minh chủ nữa kìa, vậy là sao nhỉ? Chấm chấm chấm.
Mọi người vô cùng nghi ngờ. Lúc này, cách núi Cửu Phong 100 dặm, ly Cửu Phong núi ngoài 100 dặm. Một người thanh niên khôi ngô tuấn tú, đứng khoanh tay, nhìn lên bầu trời sao, đó chính là Phong Khê thiếu gia. Anh ta đã kết thúc trạng thái tu luyện, bản thân đang ở trạng thái khôi phục tốt nhất, vô cùng có tinh thần quyết đấu đối với Ngô Thanh Ảnh vào ngày mai, trong lòng tràn đầy sự tự tin. Lúc này, bên cạnh Phong Khê thiếu gia, có một người đàn ông vác một thanh đoản kiếm, người này chính là kiếm thần chạy thoát khỏi núi Côn Luân. Ban đầu, kiếm thần trấn thủ ở giả tộc Đông Phương, sau khi chân nhân U Minh đến, anh ta liền ảm đạm, dầu dĩ. Nhưng không có cách nào khác, tuy ở ngoại vực, hai người đều là hóa thần, nhưng anh ta lại bị suy yếu, còn chân nhân U Minh thì lại giữ nguyên được thực lực của cảnh giới Nguyên Anh. Nên kiếm thần chỉ có thể tỏ ra yếu thế, thì mới bình an vô sự, ở chung được với chân nhân U Minh được một khoảng thời gian. Còn những người mạnh khác đến địa cầu lần này, kiếm thần cũng không nhận ra ai, đương nhiên sẽ không muốn rời khỏi chân nhân U Minh, đi tìm người khác làm chỗ dựa. Nhưng chân nhân U Minh chân chết rồi, anh ta đành phải dựa dẫm vào người mạnh khác của ngoại vực thôi. Mà Phong Khê thiếu gia là người có thực lực mạnh nhất trong số 10 người được công nhận, nên sau khi chạy thoát khỏi núi Côn Luân, kiếm thần liền tìm đến Phong Khê công tử, rồi kể rõ đầu đuôi ngọn cành mọi chuyện xảy ra ở núi Côn Luân cho Phong Khê thiếu gia. Là thiên hỏa lò trận sao? Phong Khê thiếu gia nghe vậy, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười giễu cợt, khoái chí nói, thú vị đấy, không ngờ rằng ở trái đất lại có người bày bố được loại trận pháp mạnh như vậy, người đó lại là thế hệ sau nhà họ Tô, đúng là thú vị thật. Kiếm thần, anh đã nhìn kỹ chưa, có chắc là cậu ta chưa đặt chân đến kết đan không? Phong Khê thiếu gia hỏi dò. Thưa Phong Khê đại nhân, tôi chắc chắn ạ. Kiếm thần gật đầu nói, nửa năm trước, Tô Thương vừa mới bước vào trúc cơ, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là trúc cơ đỉnh phong thôi ạ. Sở dĩ cậu ta có thể giết được chân nhân U Minh, hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh của La Thiên Hỏa lò trận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiếm thần nói một cách chắc chắn, nếu không có La Thiên Hỏa lò trận, thì Tô Thương cũng chẳng có gì đáng sợ hết. La Thiên Hỏa lò trận kia, đúng là mạnh thật, chân nhân U Minh chống đỡ chưa được bao lâu, mà đã bị trận pháp giết hại rồi. Trong lòng kiếm thần vẫn còn sợ hãi nói, nếu không phải tôi chạy nhanh, e là cũng chết ở trong trận pháp rồi. Phong Khê thiếu gia nghe vậy, liền nói, tôi biết trận pháp đó, mấy ngày trước khi tôi đến núi Côn Luân, cũng cảm nhận được rồi, nhưng tôi không rõ trận pháp đó ra sao. Bởi vì tôi đã có giao ước với Ngô Thanh Ảnh của núi Cửu Phong, nên không muốn lãng phí thực lực, mà đã dùng mấy thủ đoạn, lừa người khống chế trận pháp ra ngoài, từ đó mới đánh được vào núi Côn Luân. Phong Khê thiếu gia cười nói, tôi cũng biết rất rõ, tên thế hệ sau nhà họ Tô đang tu luyện trận pháp thiên nhiên bảo vệ trái đất, nhưng tôi không để ý, mà chỉ sắp CL mấy tên tu chân cảnh giới trúc cơ đỉnh phong đến trông coi. Không ngờ cậu ta không chỉ giết mấy người trông coi của tôi, mà còn giết cả chân nhân U Minh, thậm chí còn tiến đánh đến gia tộc Nam Cung, cướp đi mạng sống của cha tôi. Sắc mặt Phong Khê thiếu gia trầm xuống, nghiêm túc nói, Tô Thương, bắt buộc phải chết. Nói đến đây, Phong Khê thiếu gia nhìn về phía kiếm thần, thản nhiên nói, kiếm thần, e là thông tin của anh có gì đó nhầm lẫn rồi, Tô Thương không phải trúc cơ đỉnh phong, chắc chắn cậu ta đã đặt chân đến Nguyên Anh rồi, nếu không chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của cha tôi. Nguyên Anh, kiếm thần ngạc nhiên đến nỗi giật nảy cả mình, không nhịn được liền tò mò hỏi, không thể nào, nếu vậy, thì cậu ta có thể dễ dàng đua oa kịp tôi, rồi giết tôi luôn rồi, tại sao lại thả tôi đi làm gì chứ? Ha ha, Phong Khê thiếu gia khẽ cười một tiếng, sau đó rồi nói, cậu ta là một người thông minh, thả anh đi, đương nhiên là có mục đích khác, không phải anh vừa nói cho tôi nghe một tin sai đấy sao? Ý của anh là, sở dĩ Tô Thương không giết tôi, là muốn tạo ra một tin giả rằng bản thân mới chỉ đặt chân đến cảnh giới trúc cơ thôi sao? Kiếm thần sực tỉnh ngộ. Không sai. Phong Khê thiếu gia cười giễu cợt nói, chỉ đáng tiếc là cậu ta sốt ruột cứu người, nên đã bại lộ thực lực ở chỗ gia tộc Nam Cung. Trong lòng kiếm thần vẫn hoảng sợ nói, xem ra tên Tô Thương này, không thể coi thường được rồi. Ha ha, chỉ là khôn lỏi thôi, nếu cậu ta muốn che giấu thực lực, thì nói thật là thực lực của cậu ta không mạnh tẹo nào, người mạnh thực sự, đương nhiên sẽ rất ngang ngược hung ác.
Phong Khê thiếu gia khẽ cười nói, chắc chắn cậu ta phải gắng gượng lắm mới có thể đấu với Nguyên Anh sơ kỳ một trận được, dùng La Thiên Hỏa Lò trận để giết chân nhân U Minh cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Anh ta sợ những người mạnh khác đến trái đất lần này nhắm vào cậu ta, cho nên mới thả anh đi, để người khác tưởng rằng cậu ta chỉ là một tên yếu đuối, từ đó đạt được mục đích giả heo ăn thịt hổ. Chỉ những người lòng dạ nham hiểm, cố ý giả vờ là người yếu đuối để đối thủ sơ hở, từ đó nắm được cơ hội để đạt được mục đích cuối cùng. Đáng tiếc, hổ vẫn chỉ là hổ, không phải ai cũng có thể giả vờ được đâu. Phong Khê thiếu gia liên tục cười lạnh lùng, sau đó nhìn về phía kiếm thần, thản nhiên nói, kiếm thần, chân nhân U Minh đã chết, tôi cũng đang cần một người trợ giúp, sau này anh cứ dốc hết sức phục vụ bên cạnh tôi đi. Vâng, kiếm thần lễ phép trả lời, tuy không muốn, nhưng vẫn phải đồng ý. Phong Khê đại nhân. Chính lúc này, có một bóng đen đột nhiên xuất hiện, quỳ xuống phía sau Phong Khê thiếu gia một cách rất cung kính. Ừm, có chuyện gì vậy? Phong Khê thiếu gia hỏi. Tô Thương thế hệ sau của nhà họ Tô, đã đến núi Cửu Phong rồi, cách đây không lâu anh ta đã đánh bại một tên luyện võ cảnh giới võ tôn trên núi Cửu Phong. Cái bóng đen này đáp. Tô Thương sao? Núi Cửu Phong á? Ha ha ha! Phong Khê thiếu gia để lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tô Thương ơi Tô Thương, anh tới thật đúng lúc, thiên đường thì anh không đi, mà cứ nhất quyết phải xông tới địa ngục thế. Ngày mai giải quyết Ngô Thanh Ảnh xong, thì chính là ngày chết của anh, tôi muốn xem, anh giả heo ăn thịt hổ như thế nào. Phong Khê thiếu gia cười cười, sau đó lại dặn dò tiếp tục quan sát núi Cửu Phong, không cho phép bất cứ người ngoài vào. Kiếm thần, anh cũng đi đi, nếu như biểu hiện của anh khiến tôi hài lòng. Có thể tôi sẽ giúp anh hồi phục lại cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Phong Khê thiếu gia nhìn về phía kiếm thần, khẽ cười nói, cho dù anh đã đặt chân đến Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng vẫn có khoảng cách rất lớn với tôi. Trong lúc nói chuyện, Phong Khê thiếu gia đã thể hiện ra một sự uy nghi đáng kinh sợ, trong nháy mắt đã bao phủ hết hiện trường. Cái này, dĩ nhiên. Sắc mặt kiếm thần bỗng thay đổi rất nhanh, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Sau một lúc mặt mày tái mét sợ hãi quỳ thụp xuống đất. Bị thuyết phục tận từ đáy lòng. Sau khi cảm nhận được sự mạnh mẽ của Phong Khê thiếu gia, kiếm thần vô cùng lo sợ, bị thuyết phục từ tận đáy lòng. Cho dù là lúc đối mặt với U Minh chân nhân, anh ta cũng không có cảm giác như vậy, chỉ thấy U Minh chân nhân may mắn, không gặp phải đại nhân vật thông thiên kia, nếu như mình ở trạng thái mạnh nhất thì căn bản không cần sợ U Minh chân nhân. Nhưng Phong Khê thiếu gia này lại giống như một ngọn núi lớn cao sừng sững, khiến kiếm thần hoàn toàn bị chinh phục. Đồng thời anh ta còn âm thầm suy đoán, chỉ sợ Phong Khê thiếu gia ở ngoại vực cũng là một thiên tài đỉnh cao. Cho dù lúc trước mình cũng là cảnh giới hóa thần giống Phong Khê thiếu gia. Nhưng giữa hóa thần và hóa thần cũng có sự khác nhau về bản chất. Hóa thần mạnh mẽ chỉ cần giơ tay một cái là đã có thể xóa sổ người cùng cảnh giới, thậm chí là vượt cấp chiến đấu. Mà kiếm thần anh ta chỉ là hóa thần bình thường nhất, không bằng Phong Khê thiếu gia. Ngô Thanh Ảnh, tôi đã nể mặt bà lắm rồi, ngày mai nhất định tôi sẽ dốc hết sức, hy vọng bà đừng khiến tôi thất vọng. Sau khi thu phục kiếm thần, Phong Khê thiếu gia ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đêm tối đen, nhếch khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, đợi giải quyết xong Ngô Thanh Ảnh cũng coi như hoàn toàn quét sạch giới luyện võ cổ đại rồi. Nhưng trái đất cũng không tầm thường. Còn có mấy tên cao thủ siêu cường cảnh giới chuẩn tiên đế đang ẩn nấp nữa. Phong Khê thiếu gia âm thầm cười lạnh, Viêm Long tiên đế đã sớm muốn bắt hết đám chuẩn tiên đế kia rồi. Nhưng dù sao bọn họ cũng đang ẩn nấp trong bóng tối, dù Viêm Long tiên đế san phẳng trái đất thì bọn họ cũng sẽ không xuất hiện. Bây giờ linh khí đã sắp hồi phục, những người đó vì để linh khí hồi phục, có lẽ sẽ sớm xuất hiện thôi. Trong lòng Phong Khê thiếu gia hiểu rõ, sở dĩ Viêm Long tiên đế phái 10 người chúng ta đến trái đất, mục đích chính là thả con tép bắt con tôm, khuấy đục trái đất, ép buộc những chuẩn tiên đế đang ẩn nấp kia xuất hiện. Trong 10 người chúng ta, ai cũng đã bị Viêm Long tiên đế động tay chân, một khi chết trong tay chuẩn tiên đế thì sẽ để lại dấu vết, lấy thực lực của chuẩn tiên đế không thể xóa đi được, cho dù có ẩn nấp kỹ thế nào cũng sẽ bị Viêm Long tiên đế tìm được. Đến lúc đó, Viêm Long tiên đế sẽ dùng cánh cửa không gian đi xuống trái đất tìm ra những chuẩn tiên đế kia, giết từng người một. Phong Khê thiếu gia có vẻ không cam lòng, nói đơn giản thì 10 người chúng ta chỉ là con mồi,
là mồi câu mà Viêm Long Tiên Đế dùng để câu chuẩn tiên đế trên trái đất. Mục đích của ông ta là giết chuẩn tiên đế của trái đất, còn 10 người chúng ta sống hay chết không quan trọng. Trong mắt Phong Khê thiếu gia lóe lên vẻ âm trầm, nhưng mà nếu mình đã tới trái đất, thoát khỏi bàn tay của Viêm Long Tiên Đế, làm sao có thể cam tâm làm mồi dụ chứ? Viêm Long Tiên Đế, ông biết không, tôi không mong ông hạ xuống trái đất, mà tôi cũng sẽ cố gắng hơn một chút, ha ha ha. Tôi sẽ giết Ngô Thanh Ảnh, cũng chinh phục cả giới luyện võ cổ đại, trái đất sẽ bị tôi nắm trong tay. Còn về chuẩn tiên đế ở trái đất, ha ha, tôi tin chúng ta có thể thống nhất ý kiến. Cùng lúc đó, phía cực bắc của trái đất, một nơi vô cùng lạnh lẽo. Một ông già cụt một tay ngồi xếp bằng trên tuyết trắng, nhắm mắt tu luyện. Bỗng nhiên, ông ta mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai luồng sáng chấn động trời đất, khiến người ta sợ hãi. Ngay sau đó, ông già cụt một tay đứng lên, cúi đầu nhìn về phía thanh niên đang tu luyện bên cạnh, mở miệng nói, nhóc Phương, cậu được đấy, lại có thiên phú kinh khủng như vậy, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã có độ tiến triển khủng khiếp đến mức hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của tôi. Ông già cụt một tay này chính là Tô Ma. Còn thanh niên được gọi là nhóc Phương bên cạnh là Vương Phú Quý. Khoảng thời gian trước, Tô Ma đã đến núi Côn Luân, đưa Vương Phú Quý đến nơi này, hơn nữa còn sử dụng tài nguyên mình chưa dùng hết để giúp Vương Phú Quý tu luyện. Chỉ trong nửa năm, Vương Phú Quý đã thành công lên đến trúc cơ, thậm chí chỉ bằng thiên phú thái ly kiếm thể mạnh mẽ, cộng thêm tài nguyên của núi Côn Luân mà đã đặt chân đến trúc cơ đỉnh phong. Sau khi đi theo Tô Ma, thực lực của Vương Phú Quý lại đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là cảnh giới Nguyên Anh rồi. Từ trúc cơ đỉnh phong, bước ngang qua kết đan, lên cấp Nguyên Anh, hơn nữa chỉ tốn có mấy ngày, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng điều này cũng bình thường. Đầu tiên, Vương Phú Quý có cánh tay trái của Tô Ma, mà đế khí của Tô Ma chính là cơ thể mình, như vậy có thể thấy cánh tay trái kia ẩn chứa năng lượng kinh khủng thế nào. Khoảng thời gian này, dưới sự giúp đỡ của Tô Ma, Vương Phú Quý đã hoàn toàn dung hợp được sức mạnh của cánh tay trái. Hơn nữa chỗ này là cực bắc, có vận may mà Huyền Thiên Tiên Đế để lại cho Tô Ma. Tô Ma đã khôi phục đến đỉnh phong, đương nhiên không dùng được, cho nên mới đến núi Côn Luân tìm Vương Phú Quý. Lần trước ở núi Võ Đang, Tô Ma đã nhìn ra Vương Phú Quý có thể chất đặc biệt, cho nên mới cố ý đào tạo anh ấy. Nếu không lúc ấy sẽ lấy cánh tay trái đi chứ không để lại cho Vương Phú Quý. Tóm lại vì những nguyên nhân này mà Vương Phú Quý là thái ly kiếm thể mới có thể tiến triển kinh khủng như vậy. Hi hi. Lúc này, Vương Phú Quý mở hai mắt ra, kết thúc trạng thái tu luyện, đứng lên lấy lòng cười nói, còn không phải nhờ có sư tôn dạy bảo sao. Con có bản lĩnh gì trong lòng con biết rõ, nếu như không có sư tôn, cả đời này con sẽ không bao giờ chạm được đến ngưỡng cửa kết đan. Chứ đừng nói là đến Nguyên Anh. Vương Phú Quý sử dụng tài năng nịnh hót của mình. Anh ta đã nhận ra Tô Ma trước mắt quá mạnh mẽ, cho dù mình đặt chân đến Nguyên Anh vẫn cảm thấy đối phương sâu không lường được. Thậm chí Vương Phú Quý có một loại cảm giác, chỉ cần đối phương thổi một hơi thì mình sẽ hồn phi phách tán. Cái đùi to như vậy đương nhiên phải ôm chặt lấy rồi, nếu không nhiều năm qua mình luyện tập nịnh hót ở bên cạnh Tô Đại Thiếu chẳng phải là uổng công sao. Ồ! Tô Ma khẽ cau mày, sau đó không lạnh không nóng nói, cậu và tôi còn chưa làm lễ bái sư mà cậu đã gọi tôi là sư tôn rồi. Con biết rồi. Vương Phú Quý kịp phản ứng, vội vàng quỳ xuống đất nói, sư tôn ở trên cao, xin nhận một lạy của đồ đệ. Đứng lên. Tô Ma thấy vậy, hờ hững nói, tôi đồng ý nhận cậu làm đệ tử lúc nào. Huyết ma tôi là người cô đơn, đã quen rồi, nếu cậu muốn bái sư thì hãy đi tìm người khác đi. Tô Ma lạnh nhạt nói, lấy thiên phú của cậu, tin chắc mấy lão giả trái đất kia sẽ tranh nhau làm sư tôn của cậu. Sư tôn, mặc dù con không biết người đang nói đến ai, nhưng mà bọn họ thì nhằm nhò gì. Vương Phú Quý nghiêm túc nói, ở trong lòng con, người mới là người mạnh nhất trái đất, hơn nữa con có thể có được thành tựu hôm nay đều nhờ công lao của người. Tôi không muốn làm sư tôn của người khác, dù những người đó cầu xin tôi, đe dọa tôi, uy hiếp tôi. Tôi cũng không bao giờ khuất phục. Vương Phú Quý nhìn Tô Ma, khẩn cầu, sư tôn, người hãy nhận con đi, con rất nghe lời, chưa bao giờ gây rắc rối, cũng sẽ không lấy tên tuổi của người ra để lừa đảo đâu. Cậu,
đúng là biết ăn nói. Tô Ma tiến lên nhìn Vương Phú Quý, khuôn mặt hơi giãn ra, lạnh nhạt nói, nhưng kẻ địch của tôi rất mạnh, là đệ tử của tôi sẽ phải đối mặt với kẻ địch của tôi, đó là người mà cậu không bao giờ tưởng tượng nổi, Vương Phú Quý, cậu còn đồng ý không? Đồng ý. Vương Phú Quý không do dự gật đầu, tàn bạo nói, sư tôn, kẻ địch của sư tôn chính là kẻ địch của con. Cho dù đối phương có mạnh đến thế nào, con và người kề vai chiến đấu, cho dù kẻ địch của người là tiên đế trong truyền thuyết thì sao chứ, kiếm vương quyền của con có thể tiêu diệt hết quỷ thần. Vương Phú Quý ngông cuồng nói, chúc mừng cậu đã đoán đúng. Tô Ma nhếch miệng lên nói, kẻ địch của tôi chính là một tiên đế vô cùng mạnh mẽ. Lúc trước chính hắn đã giết tôi, nếu không phải tàn tích linh hồn của tôi chạy thoát được thì trước kia đã chết lâu rồi, căn bản không có cơ hội sống lại. Mẹ kiếp! Sắc mặt Vương Phú Quý lập tức đen xì, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Làm sao, cậu sợ? Tô Ma cười nói. Sợ! Dương Phú Quý lấy lại tinh thần, vô cùng ngông cuồng nói, đùa gì thế, Dương Phú Quý con đã bao giờ biết sợ? Không phải chỉ là một tiên đế nho nhỏ thôi sao, cùng lắm thì ông đây chém thêm mấy nhát, muốn giết ông ta còn không phải việc dễ dàng sao? Dương Phú Quý khoác lác. Ha ha, bản lĩnh mạnh miệng của tên nhóc cậu đúng là không ai bị nổi. Tô Ma cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói, thôi đi, tôi không muốn liên lụy đến cậu. Bây giờ tôi một thân một, không có ràng buộc gì, nếu gặp phải Viêm Long tiên đế, có phải dùng mạnh để chống lại thì sao chứ? Sư tôn, ai nói người không có người nhà? Vương Phú Quý nghiêm túc nói, một ngày là thầy cả đời làm cha. Thôi, quá phiền toái, con không nhận người làm sư tôn nữa. Như vậy đi tiền bối, con làm con nuôi của người, nhận người là cha nuôi. Hai anh em cùng đánh hổ, hai cha con cùng ra trận, từ nay về sau cha con chúng ta sóng vai tác chiến, chắc chắn có thể đánh đâu thắng đó, thẳng tiến không lùi. Gặp thần giết thần, chống lại tất cả kẻ địch trên thế gian. Nói xong cũng không để ý xem Tô Ma có đồng ý hay không, Vương Phú Quý lập tức quỳ xuống đất dập đầu ba cái vang dội, cung kính nói, cha nuôi ở trên cao, xin nhận ba lạy của con trai. Nghe thấy Vương Phú Quý gọi mình là cha, vẻ mặt Tô Ma khựng lại một lát, cuối cùng đã động lòng, suy nghĩ trở lại mấy ngàn năm trước. Cả đời này, người mà Tô Ma để ý nhất chính là con trai của mình. Con trai ông ta cũng không để ông ta phải thất vọng, vô cùng có thiên phú, có thể nghiền ép người cùng thế hệ. Trùng hợp là vũ khí của con trai Tô Ma cũng là một thanh trường kiếm, đã chém vô số đầu đối thủ. Con trai là tình yêu của Tô Ma, đồng thời cũng là niềm kiêu ngạo của ông ta. Đáng tiếc, con trai và tất cả người nhà của Tô Ma đều chết trong tay Viêm Long tiên đế, không ai sống sót. Nếu là lúc trước, Tô Ma nhớ lại điều này sẽ thẹn quá hóa giận, mất hết lý trí. Nhưng mà sau khi sống lại, ông ta đã tỉnh táo hơn rất nhiều, chỉ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy ra. Cha nuôi, người sao vậy? Vương Phú Quý tự trách nói, có phải là con nói sai cái gì rồi không? Không có. Tô Ma lắc đầu, không muốn nói tới sự chua xót trong lòng. Ha ha, người không có từ chối việc con gọi là cha nuôi. Chứng tỏ người đã đồng ý. Vương Phú Quý kích động nói, cha nuôi, chuyện gì cũng phải nghĩ thoáng ra, từ hôm nay trở đi cha đã không chỉ còn một người nữa rồi. Ồ, Tô Ma cau mày nói, làm sao, tên nhóc tồi, cha vừa làm cha nuôi của con đã không còn là người nữa rồi, vậy cha là cái gì? Không không không, Vương Phú Quý vội vàng nói, ý con là từ hôm nay trở đi, con sẽ sóng vai với người, người không còn cô đơn nữa. Con sẽ mãi mãi ở bên cạnh người. Nói thì dễ nghe, nhưng mà phải xem con có sống lâu được như thế không đã. Tô Ma khẽ cười nói, con mới chỉ là cảnh giới nguyên anh mà thôi, thọ nguyên có hạn, cho nên từ nay về sau con phải cố gắng tu hành, cha sẽ đợi đến lúc con có thể trưởng thành dưỡng lão đưa tang cho cha. Dưỡng lão sao, cái này con không giỏi lắm. Vẻ mặt Vương Phú Quý như đưa đám, ngay sau đó hưng phấn nói. Nhưng mà đưa tang thì con rất giỏi. Cha nuôi, không phải con khoác lác đâu, trong thế giới phàm tục không có ai giỏi tu chân hơn con, trong giới tu chân thì không có ai giỏi đưa ma hơn con. Sở trường của con là đưa ma, chưa đưa được 10 người thì cũng được 8 người rồi. Nói đến chuyện mình thích, Vương Phú Quý mặt tươi như hoa, vô cùng kích động nói, cha nuôi,
cha yên tâm đi, con sẽ làm cho cha một lễ tang thế kỷ hiếm có trên đời, đợi đến ngày cha qua đời, con đảm bảo sẽ khiến cha chết nhắm mắt, chết vui vẻ, trên đường xuống Hoàng Tuyền. Dầm, Tô Ma thật sự không nghe nổi nữa, cũng không khách khí với Vương Phú Quý mà trực tiếp cho anh ấy một cú đá, xa sầm mặt nói, con đang nói cái gì vậy, chỉ mong cha chết là sao, mau cút đi, nói thêm câu nữa là ông đây sẽ đánh bay con ra ngoại vực đấy. Khụ. Sau khi Vương Phú Quý đứng vững mới ngại ngùng cười hai tiếng, xin lỗi cha nuôi, nói đến chuyện con thích là con lại không nhịn được. Không có tiền đồ. Tô Ma lẩm bẩm một câu, nhìn qua có vẻ thấy Vương Phú Quý rất phiền, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, còn có chút đắc ý. Vương Phú Quý là người có thiên phú tốt nhất trong số những thanh niên tuấn tài mà ông ta từng gặp. Cho dù là ở ngoại vực thì cũng là người nổi bật, nhất định có thể thành người mạnh nhất một phương. Có thể nhận một đứa con nuôi có thiên phú kinh khủng như vậy cũng coi như một chuyện tốt. Cha nuôi. Vương Phú Quý sợ bị đánh nên không tiếp tục nói về đề tài lúc trước nữa, vì vậy nói sang chuyện khác, con nhớ lúc ở núi Võ Đang, cánh tay của cha đã mọc ra rồi mà, sao bây giờ lại cụt một tay rồi? Cánh tay cha đã hòa làm một với con, cánh tay lúc trước là do cha biến ra, bởi vì cha không quen với việc thiếu một cánh tay, trên thực tế cánh tay kia cũng không có tác dụng gì cả. Tô Ma giải thích, sau khi sống lại, cha đã quen với việc cụt một tay, nên mới để nó biến mất. Như vậy sao? Vương Phú Quý nhìn cánh tay trái của mình, do dự mấy giây mới lấy dũng khí nói, cha nuôi, nếu cánh tay này là của cha thì xin cha hãy lấy lại đi, con có thể dùng cánh tay khác. Không cần. Tô Ma lắc đầu nói, cha đã nói rồi, nó đã hòa làm một với con. Hơn nữa cánh tay này đã sinh ra linh trí. Con là thái ly kiếm thể, tiền đồ vô lượng, làm sao nó chịu trở lại trên người một lão già như ta chứ? Tô Ma khẽ cười nói, hơn nữa con cho rằng người tu chân lắp thêm một cánh tay nữa là chuyện đơn giản sao, nếu không có Tô Thương, con sẽ không bao giờ dung hợp được với cánh tay này của cha đâu. Nhưng, Vương Phú Quý ngượng ngùng nói, không nhưng gì cả, con cứ yên tâm dùng đi, cánh tay này coi như là quà cha tặng cho con. Tô Ma cười nói, cha cũng không thể nhận không đứa con nuôi này được. Nhưng, dường như Vương Phú Quý còn muốn nói gì đó, nhưng lại không tiện mở miệng, ấp a ấp úng. Lại nhưng cái gì, con không nên tự trách, cũng không cần phải xin lỗi, cánh tay là cha tự nguyện cho con cứ thoải mái dùng là được. Tô Ma vui vẻ nói, cha biết con dùng cánh tay của cha, trong lòng rất áy náy, cảm thấy có lỗi với cha. Con có thể nghĩ như vậy đã là một đứa bé rất tốt rồi. Cha nuôi, cha hiểu nhầm rồi. Đúng là Vương Phú Quý rất xấu hổ, cuối cùng lúng túng nói, ý con là con mất đi một cánh tay phải, kết quả lại nhận cánh tay trái của cha, thành ra cả hai tay đều là tay trái. Dù sao cha cũng đã đồng ý cho con một cánh tay rồi, không bằng đổi với con, đưa cánh tay phải của cha cho con, cha nuôi, có được không? ... Được hay không? Sắc mặt Tô Ma tối sầm lại, ông đây giúp cho con một tay, mà con còn kén cá chọn canh ư. Vương Phú Quý. Tô Ma hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nói, có lẽ con không biết về quá khứ của cha. Khoảng thời gian trước, khi cha còn chinh chiến ở ngoại vực, cha đã tự tay vặn đầu vô số người, không biết đã xé nát bao nhiêu kẻ địch, cha dùng máu của bọn họ để tắm, ăn tươi nuốt sống đối thủ. Những việc như thế cũng chỉ những việc thông thường của cha mà thôi. Bởi vậy, cha đã nhận được một danh hiệu, những người ngoại vực đều gọi cha là Huyết Ma. Tô Ma lẩm bẩm nói, cơn giận của Huyết Ma, xác chết nằm dưới đất hơn trăm vạn, giết người như ngoé, tính tình thích giết chóc, đó là những thứ dùng để hình dung về cha. Nói đến đây, Tô Ma nhìn về phía Vương Phú Quý, ông ta lộ ra một nụ cười hiền lành, giọng điệu bình thản hỏi, con nuôi. Vừa nãy con nói cái gì cha không nghe rõ, con có thể nói lại lần nữa không? Con! Vương Phú Quý bị dọa đến mức da đầu tê dại, anh ấy kìm lòng không đặng mà lùi về sau nửa bước, ngay sau đó cười nói, khụ khụ, cha nuôi, con nói giỡn với cha thôi. Cha nuôi quả thật là hung mãnh, cha thế mà giết chóc đến mức cao thủ ngoại vực cũng không hề có sức đánh trả luôn, không hổ là cha nuôi của con. Ngay sau đó, Vương Phú Quý nịnh nọt nói. Ha ha! Tô Ma khẽ cười nói, con trai của cha, con đừng nói mấy lời thừa nữa, chúng ta xuất phát thôi. Cha nuôi, chúng ta đi đâu vậy?
Vương Phú Quý tò mò nói. Đi đến núi Cửu Phong. À mà thôi, chỉ là vài tên Nguyên Anh đỉnh phong mà thôi, chắc là Tô Thương có thể đối phó được. Nếu như ngay cả phiền toái nhỏ của núi Cửu Phong mà cậu ta cũng không giải quyết được, thì làm sao đối phó với sự hỗn loạn khi linh khí thức tỉnh được. Nghĩ như vậy, Tô Ma thản nhiên nói, đi, chúng ta đi thẳng đến Giang Bắc, nơi đó mới là nơi linh khí thức tính bắt đầu. Chờ chút đã, cha nuôi, vừa rồi cha nhắc tới Tô Đại Thiếu Gia, cậu ấy có gặp nguy hiểm gì không? Dương Phú Quý vội vàng truy hỏi. Tô Thương đang ở núi Cửu Phong Sơn, theo như cha được biết, ngày mai chính là ngày mà Phong Khê Thiếu Gia và Ngô Thanh Ảnh đã giao ước để so tài. Đến lúc đó cao thủ ngoại vực đương nhiên không chỉ có Phong Khê Thiếu Gia thôi đâu, mà lần này các cao thủ ngoại vực khác đến trái đất, cũng sẽ đến núi Cửu Phong. Tô Ma khẽ cười nói, nếu chỉ dựa vào Ngô Thanh Ảnh thì sẽ không giữ được núi Cửu Phong, còn phải xem Tô Thương có thể phát huy vượt xa ngày thường hay không, bảo vệ được một mảnh đất cực lạc cuối cùng của giới luyện võ cổ đại hay không. Mẹ kiếp, cha nuôi, không được đâu, trước khi bế quan Tô Đại Thiếu Gia chỉ ở cảnh giới trúc cơ mà thôi, làm sao có thể đối phó được cảnh giới Nguyên Anh chứ? Vương Phú Quý lo lắng nói, chúng ta phải đi cứu cậu ấy thôi, cha nuôi, cầu xin cha hãy dẫn con đến núi Cửu Phong với. Không được, Tô Ma dứt khoát từ chối, ông ta thản nhiên nói, sống hay chết tất cả đều dựa vào may mắn của Tô Thương, nếu như cậu ta chết thì đó cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Nói đến đây, Tô Ma nhịn không được thầm nghĩ, nếu như Tô Thương chết, thì chắc có lẽ sẽ ép được thân phận thật của Huyền Thiên Tiên Đế ghé xuống đây đấy chứ. Huyền Thiên Tiên Đế quá mức cẩn thận, theo ý của cha là cứ dứt khoát bắt đầu từ quý danh, không cần khai chiến với ba tên tiên đế ngoại vực và trái đất, như thế chẳng phải đơn giản và gắt gao hơn là làm những sắp xếp này hay sao? Vừa hay nếu như Tô Thương chết, Huyền Thiên Tiên Đế sống, thì đương nhiên linh khí thức tỉnh sẽ thành công, đến lúc đó, trái đất sẽ khôi phục lại thời kỳ hưng thịnh hoàng kim, như thế chắc chắn sẽ ép cho tiên đế ngoại vực luống cuống tay chân. Nói không chừng dưới tình thế cấp bách con cháu từ xa sẽ liều lĩnh mà xuống trái đất. Tô Ma lạnh lùng nói, nếu thật sự là như thế, cha chắc chắn sẽ khiến cho cậu ta một đi không trở về. Sau đó, Tô Ma dẫn theo Vương Phú Quý rời khỏi băng Bắc Cực, đi thẳng tới Giang Bắc. Không chỉ có Tô Ma và Vương Phú Quý, mà những người khác cũng đang chạy về phía Giang Bắc. Có Pháp Gia đại diện Thương Ưởng cầm sách Thương Quân trong tay. Có chiến thần vô địch Bạch Khởi cầm Phá Thiên Kích trong tay. Bên cạnh đó, Quách Hí cũng đang trên đường đi, nhưng có điều anh ta không có đi Giang Bắc, mà là đi núi Cửu Phong, hy vọng có thể đến giúp được. Chấm chấm chấm. Ngay tại thời điểm này, trên một vách núi, bên trong núi Cửu Phong, Tô Thương đứng ở rìa vách núi, ánh mắt dừng ở thác nước đang chảy phía trước, trong mắt tràn ngập lo lắng. Nam Cung Ngự và Ngô Phong đứng ở bên cạnh anh. Tô Thiếu Gia. Lúc này, Ngô Phong mở miệng nói, băng qua thác nước này thì anh sẽ thấy một hang động được trưng bày rất tinh xảo, Minh Chủ Thiên Sơn Tuyết đang ở trong hang động đó. Nhưng mà, Tô Thiếu Gia, nơi này là cấm địa của núi Cửu Phong, nếu đã là đệ tử của núi Cửu Phong thì không được vào, nếu không sẽ bị trừng phạt. Ngô Phong khó xử nói, cho nên, tôi không thể đi vào với anh. Nếu như có thể, tôi mong anh cũng đừng liều lĩnh. Trước hết anh cứ bình tĩnh một chút, bây giờ tôi đi tìm lão minh chủ và bà cô của tôi, sau khi nhận được sự cho phép của bọn họ thì vào sẽ tốt hơn. Ngô Phong nhỏ giọng nói. Suốt dọc đường đi đến đây, Tô Thương rất bình tĩnh, bây giờ nghe Ngô Phong nói như vậy thì anh cũng định đồng ý. À, nhưng ai ngờ lúc này, trong hang động bên trong thác nước lại chợt truyền đến một tiếng kêu thê thảm, khiến cho người nghe đau lòng. Là Tuyết Nhi. Tô Thương lập tức nghe ra được tiếng kêu thảm thiết đó là của Thiên Sơn Tuyết, sắc mặt trở nên lo lắng, anh lẩm bẩm nói, không được, không kịp đâu, để tôi đi xem trước đã, nếu có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ tự mình gánh chịu. Chuyện này, được rồi. Ngô Phong vốn định khuyên bảo, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tô Thương, hơn nữa tiếng la của Minh Chủ quả thật rất thảm, thế cho nên đã gật đầu đồng ý. Đứng lại. Mấy người là ai? Ngay khi Tô Thương muốn tung người nhảy lên thác nước, thì bỗng nhiên có 8 bóng người từ phía dưới vách núi bay lên. 8 người này râu tóc bạc trắng, trên mặt nhăn nheo, phủ đầy nếp nhăn, có ông lão, cũng có bà lão. 8 người bọn họ đứng thành một hàng, cản đường đi của Tô Thương,
trên người mỗi người đều tản ra hơi thở mạnh mẽ. Võ tôn, đỉnh phong, tám người này thế mà đã đặt chân vào cảnh giới võ tôn đỉnh phong, sức mạnh thật có thể so với cảnh giới kết đan đỉnh phong. Tô Thương nhíu mày, đón nhận ánh mắt của tám người bọn họ, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Tô thiếu gia, bọn họ là phong chủ núi Cửu Phong. Ngô Phong đứng trước mặt Tô Thương, nhỏ giọng nói, Cửu Phong Sơn, chín ngọn núi, tổng cộng có 9 vị phong chủ. Trong đó, Minh chủ Thiên Sơn Tuyết không chỉ là minh chủ mà còn giữ chức phong chủ một ngọn núi. Ngô Phong nói tiếp, ngoại trừ Thiên Minh chủ ra, 8 vị phong chủ khác đều đang ở đây. Sau khi cải biến giới luyện võ, bọn họ đã sử dụng một số lượng tài nguyên của núi Cửu Phong Sơn, bây giờ đã là võ tôn đỉnh phong, khoảng cách đạt tới võ thánh trong truyền thuyết chỉ còn một bước. Ngô Phong nhắc nhở, Tô thiếu gia, anh nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng trêu chọc tới bọn họ, nói vài câu dễ nghe, rồi chúng ta cứ như vậy mà rời đi là được. Tôi dẫn anh đi tìm bà cô của tôi, chỉ có bà ấy mới giữ được 8 vị phong chủ này. 8 vị phong chủ, võ tôn đỉnh phong. Tô Thương biết được thân phận của 8 người này, nhưng không hề sợ hãi chút nào, anh thậm chí còn không để bọn họ vào mắt. Ngô Phong. Lúc này, một vị phong chủ dáng người gầy gò nhận ra Ngô Phong, cho nên nhíu mày nói, hai người này là ai, vì sao cậu lại đứng chung một chỗ với bọn họ? Phan phong chủ. Ngô Phong thoáng chốc trở nên run rẩy, kính cẩn lễ phép trả lời, người này là Tô Thương con cháu nhà họ Tô, người bên cạnh là cấp dưới của anh ấy. Con cháu nhà họ Tô. Phan phong chủ nghe thấy thân phận của Tô Thương, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi. Ông ta bước về phía trước một bước, trầm giọng nói, 5 năm trước, chính là cậu đã phá hủy đi sự trong sạch của Thiên Sơn Tuyết. Là tôi. Đối mặt với câu hỏi của Phan phong chủ, Tô Thương không kiêu ngạo cũng không tự ti mà thản nhiên nói, tiền bối, có gì cứ chỉ giáo. Hừm, đồ chó không biết sống chết này. Phan phong chủ hừ lạnh một tiếng, giận không kiềm được mà nói, Thiên Sơn Tuyết là đệ tử kiệt xuất nhất của núi Cửu Phong, là tương lai của núi Cửu Phong, một kẻ hậu nhân nhà họ Tô phóng khoáng như cậu, dựa vào cái gì mà làm bẩn nó, còn làm nó phải vì cậu mà sinh ra hai đứa trẻ chứ? Đây là chuyện của tôi và Tuyết Nhi, có liên quan gì đến ông chứ? Tô Thương cũng đi lên một bước, mạnh mẽ trả lời. Có quan hệ gì? Phan phong chủ giọng điệu lạnh lùng nói, bởi vì cậu, mà núi Cửu Phong chúng tôi phải che giấu nỗi nhục nhã này, phải nhận hết những lời chế nhạo của giới luyện võ. Phan phong chủ Phan Châu Đan tôi, là một trong những phong chủ của Cửu Phong, tất nhiên có tư cách tra hỏi cậu rồi. Phan phong chủ Phan Châu Đan lạnh lùng nói, hôm nay cậu chủ động đi tới cửa, ha ha, thế thì tôi không khách khí với cậu nữa. Lão Phan, đây đều là chuyện ngày xưa rồi. Tinh Hà và Du Du cũng đã lớn, đừng nhắc lại nữa. Lúc này, một lão già nhưng cơ thể vẫn rất cường tráng bên cạnh vuốt vuốt sợi râu, mở miệng nhắc nhở, đừng quên tiên đoán của lão môn chủ Thiên Cơ Môn, truyền nhân nhà họ Tô vẫn là hy vọng duy nhất của núi Cửu Phong chúng ta, tuyệt đối không được chọc giận cậu ấy. Cái gì mà tin vào mấy cái tiên đoán chó má kia chứ, theo tôi thấy, chắc chắn là lão đạo sĩ kia ăn nói lung tung thôi. Phan Châu Đan lạnh lùng nói, tên nhóc này trẻ tuổi như vậy, có thể có bản lĩnh gì được chứ, chuyện này đến chúng ta còn không giải quyết được, cậu ta làm sao mà giải quyết được chứ, làm thế nào mà cứu được núi Cửu Phong. Lão môn chủ Dương Vương Minh, biệt danh là tính toán không chút sai sót, không thể không tin nha. Lão già cường tráng đó nói, hừm, cho dù thật sự như thế, hôm nay tôi cũng không dễ dàng buông tha cậu ta. Phan Châu Đan nhìn chăm chú Tô Thương, nghiêm túc nói, tên nhóc này vừa rồi mới vô lễ với tôi cũng không làm khó cậu ta, chỉ cần tát vào miệng cậu ta 10 lần, thì có thể thả cậu ta đi. Không được lỗ mãng. Lão già cường tráng đó nghiêm túc nói, mà địa vị của ông ta hình như không phải thấp, vì thế nên làm cho Phan Châu Đan suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn từ bỏ ra tay. Tô Thương. Ngay sau đó, Phan Châu Đan nhìn Tô Thương. Trầm giọng nói, cậu đến đây làm gì? Đi gặp Tuyết Nhi, Tô Thương thản nhiên nói. Ha ha, minh chủ của chúng ta là người mà cậu muốn gặp là gặp được sao? Phan Châu Đan cười lạnh, giọng điệu như muốn đuổi mà nói, cậu quay về đi, nơi này là cấm địa của núi Cửu Phong, không được mua tiền bối cho phép, bất kỳ kẻ nào cũng không được đi vào. Tô Thương lại không lùi bước mà vẫn tiến tới,
đồng thời thản nhiên nói, nếu như tôi nhất định phải đi lên, thì sao chứ? Cấm địa núi Cửu Phong, kẻ nào dám xông vào, chỉ có chết. Phan Châu Đan cười lạnh nói, cậu cảm thấy, cậu lại là ngoại lệ hay sao? Ha ha, nếu có ngoại lệ, người đó nhất định là tôi. Tô Thương vẫn đi tiếp không ngừng, trên mặt nở nụ cười, từng bước một đến gần thác nước. Ngông cuồng. Mặc dù không thể giết cậu, nhưng để dạy dỗ cậu một trận, lại có thể đó. Phan Châu Đan mặt lạnh như nước, lập tức liều chết tiến đến chỗ Tô Thương. Bảy tên phong chủ khác của núi Cửu Phong, bao gồm cả lão già cường tráng kia, cũng không ai ngăn cản. Bọn họ cũng cảm thấy, chắc là nên dạy dỗ Tô Thương một trận, cái tên hậu sinh nhà họ Tô này thật ngông cuồng mà. Nam Cung Ngự, ngăn ông ta lại. Lúc này, Tô Thương lạnh lùng phân công nói. Vâng, cậu chủ. Nam Cung Ngự vẫn luôn đứng sau lưng Tô Thương, từ đầu đến cuối không hề có biểu hiện gì, sau khi nghe được mệnh lệnh của Tô Thương, bỗng nhiên ra tay. Chỉ một chiêu, lập tức giải quyết tên Phan Châu Đan đang đầy sát khí tiến lên. Phù. Sau khi rơi xuống đất, Phan Châu Đan phun ra một ngụm máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt, khí tức có chút hỗn loạn. Cao thủ Nguyên, Nguyên Anh. Lúc này, Phan Châu Đan bưng bít lấy vết thương, mặt mũi đầy khiếp sợ nói, có thể một chiêu đánh bại tôi, ông chắc chắn là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh rồi, ông, là một trong thập đại cổ tộc, gia chủ gia tộc Nam Cung, Nam Cung Ngự. Tôi lâu lắm không rời khỏi gia tộc Nam Cung rồi, không ngờ ông còn nhớ tôi. Nam Cung Ngự nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhìn quanh tám người tại hiện trường, thản nhiên nói, tám người các ông lui xuống đi, cậu chủ của tôi muốn đi vào thác nước, chỉ bằng các ông thì không ngăn cản được bước chân của tôi đâu. Thật sự là Nam Cung Ngự. Phan Châu Đan cực kỳ kinh ngạc, nghi ngờ nói, cậu chủ, ông gọi Tô Thương là cậu chủ sao? Đúng. Nam Cung Ngự không phủ nhận mà gật đầu thừa nhận. Hậu nhân nhà họ Tô, Tô Thương, chẳng qua chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa, có tài đức gì mà có thể làm cậu chủ của ông, trong chuyện này chắc chắn có gì đó mờ ám phải không? Phan Châu Đan lạnh lùng suy đoán nói, gia tộc Nam Cung các ông, đã sớm nương tựa ngoại vực, là chó săn của ngoại vực, nghe theo mệnh lệnh của ngoại vực. Theo tôi được biết, cái tên Phong Khê thiếu gia kia, sau khi đến trái đất, chính là ở gia tộc Nam Cung. Phan Châu Đan nghiến răng suy đoán, bây giờ ông xưng Tô Thương là cậu chủ, chắc chắn chỉ có một khả năng, đó chính là Tô Thương đã quy phục ngoại vực, các người là cá mè một lứa. Tô Thương dựa vào chuyện là hậu nhân của Tô Vô Kỵ, vì thế địa vị trong lòng những cao thủ ngoại vực, cao hơn ông, vì thế mới có thể làm ông gọi cậu ta là cậu chủ được. Phan Châu Đan lạnh lùng hỏi, Tô Thương, có đúng không? Cái phân tích này của ông ta, hình như cũng có lý, có lẽ cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích được cho chuyện này vậy. Thế là, tám phong chủ khác tại hiện trường, sắc mặt khó coi nhìn vào Tô Thương, thậm chí có người còn rời đi, mời Ngô Thanh Ảnh chủ trì đại cục. Ha ha, không thể không nói, não ông cũng chạy rất nhanh đó nha, chỉ mong sao tôi là kẻ thù của ông, vì thế mới quy cho tôi cái tội phản bội đó sao? Tô Thương không sợ hãi chút nào mà cười nói, có điều, đúng thì sao mà không đúng thì sao, bây giờ tôi cho ông một cơ hội, cút ngay, đừng cản tôi. Các ông cũng thế, nếu vẫn ngăn cản tôi đi gặp Tuyết Nhi, tôi sẽ tức giận, đến lúc đó các người tự gánh lấy hậu quả. Tô Thương trầm giọng uy hiếp. Ngông cuồng. Phan Châu Đan nghiến răng nghiến lợi nói, cậu coi chỗ này là nơi nào hả, muốn dương oai thì dương oai hay sao? Có tiền bối Ngô ở núi Cửu Phong, cao thủ ngoại vực có tính là cái thá gì chứ? Phan Châu Đan trầm giọng nói, Tô Thương, tốt nhất cậu cứ vậy mà rời đi, đừng ép tôi phải trở mặt. Tô Thương, cậu đi đi, cậu trước mắt còn chưa rõ lai lịch, ý đồ không rõ ràng, lại không có sự cho phép của tiền bối Ngô Thanh Ảnh, không thể nào tiến vào thác nước được đâu. Lão già cường tráng đó có vẻ như có ý tốt, nhắc nhở, núi Cửu Phong có quy tắc của núi Cửu Phong, có minh chủ Thiên Sơn Tuyết ở đây, cậu không phải kẻ thù của núi Cửu Phong, vì thế đừng làm loạn quá đáng, đến lúc đó sẽ có kết thúc không tốt đâu. Tô Thương nghe nói như thế, có chút chần chờ, ông ta nói cũng có đạo lý. A hát! Nhưng lúc này, trong thác nước, lại lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Thiên Sơn Tuyết, vang vọng khắp sơn cốc. Nam Cung Ngự, ai dám cản tôi, giết không tha. Tô Thương nhất thời đã mất đi vẻ bình tĩnh,
cứ vậy mà tiến lên, bỗng nhiên bay về phía thác nước. Phan Châu Đan, lão già tráng kiệt, cùng với những phong chủ khác, muốn ngăn cản, nhưng đều bị Nam Cung Ngự chống lại. Nam Cung Ngự lấy sức một mình, ngăn cản 8 tên phong chủ, lạnh lùng nói, các vị, mời lui ra, cậu chủ có lệnh rồi, đừng để tôi khó xử. Tô Thương đã nhún người đi vào bên trong thác nước rồi, hiện trường 8 vị phong chủ sắc mặt khó coi, muốn ngăn cản lại bị một mình Nam Cung Ngự cản ở bên ngoài. Bây giờ, Nam Cung Ngự đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh, lại là Nguyên Anh hậu kỳ, đối phó với 8 vị phong chủ cảnh giới võ tôn, tất nhiên dễ dàng rồi. Cảnh giới Nguyên Anh ở trái đất không phải là bị tiên đế ngoại vực bố trí những điểm xấu rồi hay sao, không thể đặt chân đến cảnh giới kết đan, Nam Cung Ngự sao có thể tấn cấp Nguyên Anh được. Đúng vậy đó, không hợp với lẽ thường nha, người tu chân cảnh giới Nguyên Anh, có thể so sánh với cảnh giới võ thánh đó, e rằng chỉ có một mình tiền bối Ngô Thanh Ảnh mới áp chế được ông ta. Người tu chân một khi đặt chân đến kết đan, thì sẽ bị những thứ không rõ ràng quấy nhiễu, cái tên Nam Cung Ngự này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ trời đất thay đổi rồi, người tu chân có thể tự do tấn cấp rồi hay sao? Sao có thể chứ, nếu như vậy, những trúc cơ đỉnh phong của thập đại cổ tộc đó đã sớm đặt chân đến kết đan rồi, giới luyện võ chúng ta, mới có được bao nhiêu võ tôn chứ, chẳng phải sẽ nhẹ nhàng nghiền ép chúng ta hay sao? Tám vị phong chủ đứng thành một hàng, nhìn vào Nam Cung Ngự, bình luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Các người không cần đoán. Nam Cung Ngự cũng không muốn mọi người ồn ào bình luận lung tung, thế là khẽ cười nói, tôi có thể có thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào cậu chủ của tôi, Tô Thương. Là cậu ấy dùng thủ đoạn thần bí, giúp tôi vượt qua kết đan, đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh, lại không bị những điểm xấu quấy nhiễu. Nhắc đến Tô Thương, Nam Cung Ngự vẻ mặt đầy kính sợ, nói tiếp, cũng vì thế này, tôi mới có thể cam tâm tình nguyện đi theo cậu chủ. Còn chuyện các người nói làm phản, nương nhờ vào cao thủ ngoại vực, ha ha ha, toàn là lời nói vô căn cứ thôi. Nam Cung Ngự cười cười nói, cậu chủ của tôi, cách đây không lâu đã xóa sổ cha của Phong Khê Thiếu ra rồi, Trường Phong Đại Nhân, vì cũng là thế lực của ngoại vực, nên Khô Ninh thể không chết. Cái gì? Thực lực bây giờ của ông, là nhờ Tô Thương, cậu ta có năng lực cường đại như vậy sao? Tô Thương giết Trường Phong? Không phải chứ? Trường Phong là một trong những cao thủ đến trái đất, nghe nói khoảng thời gian trước, đã khôi phục lại cảnh giới Nguyên Anh rồi, Tô Thương dựa vào cái gì mà giết được ông ta? Nghe được lời thắc mắc của mọi người, Nam Cung Ngự lộ ra một nụ cười mà nói, các người, có vẻ quá coi thường cậu chủ của tôi rồi đó, vì sao mà cứ luôn khẳng định thực lực của cậu chủ thấp chứ? Các người suy nghĩ kỹ một chút, từ đầu đến giờ, cậu chủ của tôi đã từng phải sử dụng thực lực của mình hay chưa? Không tận mắt nhìn thấy, hay chỉ bằng phán đoán của mình, thì nói cậu chủ tôi yếu, nếu thế thì không hợp lý chút nào nha. Nam Cung Ngự tự hào nói thật cho các người biết, thực lực của cậu chủ tôi, vượt xa tôi, mà tôi bây giờ là Nguyên Anh hậu kỳ, còn về thực lực của cậu chủ tôi, các người tự đoán đi nha. Cái gì? Cái này? Tám vị phong chủ, bao gồm cả Phan Châu Đan, toàn bộ đều đối mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói lại gì nữa. Nhiều năm trước, lão môn chủ Vương Dương Minh Thiên Cơ Môn liền khẳng định, hậu nhân nhà họ Tô chính là hy vọng duy nhất cứu vãn được núi Cửu Phong, tương lai không lâu sẽ hóa giải nguy nan của núi Cửu Phong. Sau khi dừng lại vài giây, lão già cường tráng kia nói, mới đầu tôi cũng không tin, nhưng bây giờ xem ra Vương Dương mình không phải đùa chúng ta rồi. Được lắm, tuổi còn trẻ như vậy, mà có thực lực tương đương với võ thánh rồi, thật sự không thể tưởng tượng được. So với Tô Vô Kỵ lúc trước còn cường đại hơn nhiều. Quan trọng là, nửa năm trước lúc cậu ấy mở ra biến đổi của giới luyện võ, chỉ là vừa mới trúc cơ, mới qua nửa năm thôi, mà tấn cấp đến cảnh giới Nguyên Anh, thiên phú tu luyện này, chưa từng nghe thấy, nếu cho cậu ấy thời gian, tất nhiên cậu ấy có thể trở thành cao thủ siêu cấp rồi, không thể trêu chọc được. Đúng vậy đó, lúc trước chúng ta nói những lời đó với cậu ấy, có phải quá đáng lắm không, chờ cậu ấy đi ra. Nhất định phải biểu đạt áy náy cho thật thành ý mới được. Phan phong chủ, vừa rồi ông là kích động nhất, suýt nữa ra tay với Tô Thiếu Gia, Tô Thiếu Gia chắc chắn nể mặt minh chủ Thiên Sơn Tuyết, mới không ra tay làm tổn thương ông nhất định không thể như thế nữa rồi, cần phải xin lỗi Tô Thiếu Gia đó.
Sau khi lão già cường tráng đó mở miệng, mấy tên phong chủ tại hiện trường ồn ào biểu đạt ra vẻ kính trọng với Tô Thương, thậm chí có người còn nói Phan Châu Đan xin lỗi Tô Thương. Nếu như cậu ta mạnh như vậy, vì tương lai của núi Cửu Phong, thì xin lỗi có sao đâu chứ. Phong Châu Đan tuy không tình nguyện, nhưng vẫn khẽ cắn môi đồng ý. Các vị, vừa mới xảy ra chuyện gì vậy, vì sao tôi cảm nhận được một luồng khí tức cường đại như vậy? Đúng lúc này, hình bóng thiên niên sát từ xa đến gần, vũng vàng đứng bên cạnh tám tên phong chủ đó. Tám vị phong chủ này, cũng không hành lễ với thiên niên sát, vẻ mặt cũng không hề cung kính ông ấy. Thậm chí, Phan Châu Đan còn tỏ ra khinh thường, lườm thiên niên sát một cái, trong thần sắc đều là vẻ khinh thường. Lão Phan, ánh mắt này của ông là có ý gì chứ? Thiên niên sát bất mãn nói. Xem thường ông đó, không nhận ra hay sao? Phan Châu Đan thẳng thắn nói. Làm càn. Sắc mặt thiên niên sát tái lạnh, khí phách mà nói, tôi chính là minh chủ núi Cửu Phong, mặc dù rút lui rồi, nhưng cũng tính là lão minh chủ, ông dám bất kính với tôi sao? Được rồi thiên niên sát, ở trước mặt chúng tôi còn giả vờ sói đuôi to gì chứ hả? Ông làm sao để lên được chức minh chủ, trong lòng ông không phải rõ nhất hay sao? Phan Châu Đan khinh thường nói, nếu như không phải vợ của ông có tính là cái gì chứ, còn làm minh chủ, tôi khinh. Ngoá, thiên niên sát bị vạch ra khuyết điểm rồi, tức hổn hển nói, Phan Châu Đan, những năm gần đây vô số lần ông khiêu khích tôi, đều bị tôi treo lên mà đánh, chẳng lẽ ông đã quên rồi sao? Chưa quên, nhưng có đã thực lực chân chính của ông hay sao chứ? Phan Châu Đan bĩu môi nói, còn không phải do ông dựa vào cái chí bảo là tòa tháp nhỏ, mới có thể đánh bại tôi, nếu không có nó, ông xứng làm đối thủ của tôi hay sao? Chí bảo, cũng là một phần thực lực, chí bảo sở dĩ chọn chúng tôi, tất nhiên là do nhìn chúng thiên tư của tôi rồi. Thiên niên sát khiêu khích nói, thế nào hả, Phan Châu Đan, ông không phục sao? Chí bảo chọn chúng ông. Phan Châu Đan cười lạnh nói, thiên niên sát. Đừng làm người khác cười vậy chứ, món chí bảo đó, rõ ràng là vợ ông đưa cho ông phải tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa còn được vợ mình trợ giúp, mới miễn cưỡng khống chế được nó. Ông chỉ là một cái đồ bỏ đi dựa vào vợ mình mà thôi, Ngô Thanh Ảnh kinh tài tuyệt diễm, danh xưng đệ nhất giới luyện võ, không biết sao lại coi trọng ông nữa. Trong lời nói của Phan Châu Đan, đều là sự khinh thường. Phan Châu Đan, đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Ông năm lần bảy lượt sỉ nhục tôi, hôm nay, ông không yên với tôi đâu. Thiên niên sát thẹn quá hóa giận nói. Đến đây, bởi vì chuyện của Tô Thương, cơn giận Phan Châu Đan kìm nén trong bụng đã lâu, giờ phút này nghiến răng nói, theo tôi được biết, nửa năm trước ở núi Võ Đang, ông đã đem món chí bảo đó tặng cho Tô Thương rồi, bây giờ ông không có chí bảo trong tay, ông đây chấp ông một tay. Hừm, khinh người quá đáng. Thiên niên sát triệt để nổi giận. Điều động chân khí quanh thân mình, liền định dạy dỗ cho Phan Châu Đan một trận. Phan Châu Đan không sợ chút nào, xung quanh chân khí tràn ngập, dương cung bạt kiếm nhìn chăm chú thiên niên sát. Trận đấu này, ai nấy đều cực kỳ căng thẳng. Lão Minh Chủ, Phan Phong Chủ. Lúc này, lão già cường tráng mở miệng khuyên, các ông tỉnh táo một chút đi, ra tay trước mặt người ngoài như thế, bị người ta chê cười, cũng không phải chuyện tốt đâu. Nghe nói như thế. Thiên Sơn Tuyết cùng Phan Châu Đan mới bình tĩnh lại, mỗi người đều liếc nhìn nhau, sau đó vội vàng rời ánh mắt đi. Lão Minh Chủ. Ngay sau đó, lão già cường tráng kia nói ra, Thiên Sơn Tuyết lại có động tĩnh, khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn. Lần trước chịu đựng thống khổ như vậy, là 8 ngày trước, lần trước nữa, là 20 ngày trước. Lão già này mặt mũi đầy lo lắng mà nói, nếu như cứ như vậy mà phát triển tiếp, chỉ sợ. Tuyết Nhi, thiên niên sát nghe vậy, lo lắng nhìn về phía thác nước, lại bất lực nói, thác nước này, đã bị vợ tôi sử dụng thủ đoạn phong ấn, tôi cũng không có cách nào tiến vào trong, bây giờ tôi đến tìm vợ mình, để bà ấy đi vào xem tình hình của Tuyết Nhi. Có việc tìm vợ mình, còn dám nói mình không phải là đồ bỏ đi hay sao? Phan Châu Đan lộ ra vẻ khinh thường, sau đó nói, thế hệ sau nhà họ Tô đã đi vào thác nước rồi. Hửm. Thiên niên sát trước đó bế quan, cũng không biết những chuyện xảy ra ở núi Cửu Phong, bây giờ cũng không cãi nhau với Phan Châu Đan nữa, mà dò hỏi Tô Thương đến sao.
Lão già cường tráng gật đầu nói, khoảng mấy phút trước đã đi vào trong thác rồi. Đây là cấm địa của núi Cửu Phong, các người không ngăn cản hay sao? Thiên Niên Sát nhíu mày nói. Ngăn không được. Lão già cường tráng nhìn Nam Cung Ngự một cái, sau đó bất đắc dĩ nói, vị này, là nô lệ của Tô Thương, cảnh giới Nguyên Anh, một mình mà chặn được 8 người chúng tôi. Cảnh giới Nguyên Anh. Ánh mắt Thiên Niên Sát nhìn vào Nam Cung Ngự, nhất thời sợ hãi nói, ông là ông chủ gia tộc Nam Cung Ngự sao? Đúng vậy, diện kiến lão minh chủ, Nam Cung Ngự chắp tay cười nói. Ông ấy biết quan hệ giữa Tô Thương và núi Cửu Phong, tất nhiên sẽ không tự tin vì cảnh giới mình cao, mà bày ra tư thái khinh thường. Ông chủ Nam Cung, lại là nô lệ của Tô Thương, tên nhóc này, thời gian nửa năm qua rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào rồi chứ? Thiên Niên Sát nhịn không được mà hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt lộ ra một tia hy vọng, lẩm bẩm nói, kiếp nạn của núi Cửu Phong, chắc chắn phải do hậu nhân nhà họ Tô hóa giải. Bây giờ đang là lúc ngàn cân treo sợi tóc của núi Cửu Phong và Tuyết Nhi, kết quả là Tô Thương đã tới, chắc chắn chính là số mệnh an bài người giải cứu nguy cơ cho núi Cửu Phong rồi. Thiên Niên Sát nhìn vào thác nước trước mặt, âm thầm cầu nguyện, Tô Thương, hy vọng cậu có thể thành công. Chấm chấm chấm. Giờ phút này, Tô Thương đã thành công xuyên qua thác nước. Phong ấn mà Ngô Thanh Ảnh để lại, quả thực không yếu, cho dù là Tô Thương, cũng phải phí một chút công sức mới có thể giải trừ. Sau khi xâm nhập thác nước, Tô Thương thấy được sơn động mà Ngô Phong nói tới, nơi này trang trí tinh xảo, có đủ loại tạo hình khác nhau. Có điều, đặc biệt nhất trong sơn động, vẫn là lạnh, khắp nơi đều là tinh thể băng, điêu khắc băng. Rõ ràng mà nói, đây cũng không phải sơn động bình thường, mà chính là một sơn động băng. Người bình thường tiến vào, chỉ sợ không quá nửa phút, thì sẽ bị chết lạnh mất, sau đó bị đông thành tượng băng. Người tu chân và người luyện võ, ngược lại có thể thông qua chân khí, linh khí, chống lại được nơi lạnh lẽo này. Ahh, lúc này, chỗ sâu trong động băng, lại một lần nữa truyền đến tiếng kêu thống khổ của Thiên Sơn Tuyết. Tuyết Nhi. Tô Thương lo lắng an nguy của Thiên Sơn Tuyết, bước nhanh đến phía trước, rất nhanh liền ở chỗ sâu nhất của động băng, gặp được một cái quan tài bằng băng. Cái quan tài này chiều dài chừng 2 mét, phía trên hiện đầy hoa văn thần bí, tại lối mở tối trong động băng, cực kỳ dễ thấy. Mà Thiên Sơn Tuyết, lúc này lại mặc váy dài trắng, nằm bên trong quan tài. Nửa năm không gặp, lần gặp này, lại thấy Thiên Sơn Tuyết nằm bên trong quan tài. Điều này khiến Tô Thương không thể nào chấp nhận được. A, à, cùng lúc đó, Thiên Sơn Tuyết lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, khuôn mặt ngọc tuyệt mỹ toát ra vẻ cực kỳ thống khổ. Tuyết Nhi, anh là Tô Thương đây, anh đến để cứu em đây. Tô Thương hai mắt ửng đỏ, lập tức điều động linh khí toàn thân, định phá vỡ quan tài, cứu Thiên Sơn Tuyết ra ngoài. Dừng lại. Đúng lúc này, một bà lão chống gậy. Thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện, mở miệng nói, nếu như cậu không muốn làm Tuyết Nhi chết, thì dừng tay lại, đừng lỗ mãng, nếu không sẽ chỉ hại nó mà thôi. Hửm, Tô Thương khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn vào bà lão chống gậy. Mặc dù vừa rồi anh đều chú ý đến Thiên Sơn Tuyết, nhưng người có thể xuất hiện trước mặt anh mà thần không biết quỷ không hay như thế, thực lực của lão già này, chắc chắn thâm sâu khó lường rồi. Mà trong núi Cửu Phong, một bà lão có thể có thực lực như thế, e là chỉ có một người. Sau khi đoán ra thân phận của bà lão đó, Tô Thương khách khí chào hỏi, vãn bối Tô Thương, diện kiến tiền bối Ngô Thanh Ảnh. Ha ha ha, sao cậu lại biết tôi là Ngô Thanh Ảnh? Ngô Thanh Ảnh cười hỏi. Không phải vãn bối tự tin, nhưng trong núi Cửu Phong, người có thể im lặng không tiếng động mà xuất hiện trước mặt tôi, ngoại trừ bà ra thì sẽ không có người thứ hai. Tô Thương nói. Được lắm, được lắm. Ngô Thanh Ảnh nghe vậy, lại đánh giá Tô Thương thêm vài lần, hài lòng gật đầu nói, hậu nhân nhà họ Tô, Tô Thương, ha ha, được lắm, cậu có mấy phần phong thái của Tô Vô Kỵ. Nhưng so với Tô Vô Kỵ lúc bằng tuổi này, còn mạnh hơn nhiều, thời điểm Tô Vô Kỵ bằng tuổi này của cậu, vẫn chỉ là một người bình thường, mà cậu thì đã đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh rồi. Cảm ơn tiền bối khích lệ. Tô Thương thuận miệng trả lời một câu. Sau đó vội hỏi, tiền bối, lời bà vừa nói là có ý gì, vì sao ngăn cản tôi mở quan tài? Cậu đó hả,
làm việc gì liên quan đến người cậu quan tâm, thì lại không tỉnh táo chút nào, cậu nhìn kỹ cách bố trí xung quanh đi. Ngô Thanh Ảnh nói tiếp, cậu ở núi Võ Đăng, có thể tung hoành ngũ hành liên hoàn trận giữa trời, lại ở núi Côn Luân bố trí một trận pháp khủng bố, mong rằng cậu đối với trận pháp này, cũng hiểu về nó, mong là có thể tìm được manh mối. Nghe Ngô Thanh Ảnh nói như vậy, Tô Thương nhất thời bình tĩnh lại, cẩn thận nhìn chăm chú bốn phía. Kết quả là càng xem, Tô Thương càng kinh ngạc, sắc mặt dần dần trở nên khó coi hơn. Động băng này, lại có một toàn trận pháp, nối liền toàn bộ núi Cửu Phong. Mà Tuyết Nhi bên trong quan tài, cũng là điểm mấu chốt của trận pháp, bởi vì cô ở bên trong quan tài, nên mới phát huy tác dụng của trận pháp. Tô Thương mở ra thần thức, tiếp tục dò xét, sau đó mặt mũi đầy kiêng kỵ nói, phía dưới núi Cửu Phong, có tồn tại cái gì đó rất kinh khủng, tà khí mạnh mẽ, nơi quan tài tập trung toàn bộ sức mạnh của núi Cửu Phong, mới miễn cưỡng chân áp được cái trận pháp thần bí này. Ngô Thanh Ảnh nói tiếp, mục đích Tuyết Nhi tồn tại, chính là vì chân áp sức mạnh khủng bố này dưới núi Cửu Phong, nếu như giờ cậu mở quan tài ra, không những không cứu được nó, mà ngược lại là đang hại con bé. Hơn nữa, nếu sức mạnh khinh khủng này thoát ra ngoài, đừng nói đến núi Cửu Phong, toàn bộ thiên hạ này đều rơi vào cảnh đen tối, trái đất bây giờ, chỉ sợ không ai là đối thủ của nó. Nghe được những lời của Ngô Thanh Ảnh nói, sắc mặt Tô Thương trở nên vô cùng ngưng trọng. Anh lúc trước cũng đã phát hiện ra, nhưng lại không hề biết cái người khủng bố đó, vậy mà lại cường hoành như thế. Tiền bối, xin hỏi bà có biết, người dưới kia là cảnh giới gì không? Tô Thương không khỏi tò mò, mở miệng dò hỏi. Cảnh giới tiên đế. Ít nhất cũng là cảnh giới tiên đế. Ngô Thanh Ảnh hít sâu một hơi, biểu cảm ngưng trọng nói, đã từng có một vị đại nhân vật thông thiên tới núi Cửu Phong, khẳng định cái vị khủng bố đang bị trấn áp dưới núi Cửu Phong là cao thủ cảnh giới tiên đế, là cảnh giới tiên đế chân chính chứ không phải là chuẩn tiên đế. Theo như tôi biết thì trái đất cũng ẩn chứa mấy vị cao thủ cảnh giới cấp bậc chuẩn tiên đế, nếu không thì bọn tiên đế ngoại vực sớm đã tiến vào trái đất, càn quét thiên hạ rồi. Ngô Thanh Ảnh nói tiếp, trái đất ẩn chứa sự tồn tại của các cao thủ chuẩn tiên đế giống như một cái hạch uy hiếp, cho nên trước khi đám tiên đế ngoại vực tìm ra được vị trí của bọn họ thì chúng cũng không dám tùy tiện chém giết ở trái đất. Các cao thủ chuẩn tiên đế cũng không dám xuất hiện, bởi vì bọn họ và đám tiên đế ngoại vực vẫn là có sự chênh lệch không ít, chủ động hiện thân chính là tự nạp mạng mình ra, hai bên cứ như vậy mà giằng co với nhau, bảo toàn trái đất được mấy ngàn năm. Ngô Thanh Ảnh chuyển hướng, nghiêm mặt nói, nhưng nếu như cái vị khủng bố dưới núi Cửu Phong kia xuất hiện thì cho dù là các cao thủ chuẩn tiên đế kia có ra mặt thì cũng chẳng làm được gì. Mạnh như vậy sao? Tô Thương hỏi tiếp, người phía dưới kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại bị trấn áp dưới núi Cửu Phong? Rồi ai đã trấn áp ông ta chứ? Ông ta là một nhân vật thời Tần, từng ở thành Hàm Dương đâm ra một kiếm kinh thiên động địa, chấn động cả tứ hải bát hoang. Sau đó thì bị Hoàng đế Thủy Hoàng tự tay bắt giữ, trấn áp dưới núi Cửu Phong. Nhắc đến vị đại khủng bố bị trấn áp dưới núi Cửu Phong, Ngô Thanh Ảnh lại thở dài một hơi nói, hai, ông ta cũng là một kẻ đáng thương, tu luyện mấy ngàn năm, chỉ vì một nhát kiếm đó, kết quả lại cuối cùng lại thất bại, uổng công làm con cờ cho người khác. Hoàng đế Thủy Hoàng tấm lòng từ bi, thấy ông ta là một người hữu dũng hữu mưu, cho nên mới không giết chết ông ta, mà đem ông ta nhốt dưới núi Cửu Phong để cải tạo. Ngô Thanh Ảnh tiếc hận nói, ai mà ngờ ông ta lại muốn đẩy nhanh tốc độ tu luyện, rồi bị tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn mất đi ý thức, biến thành một cái xác không hồn chỉ biết chém giết. Ngay từ đầu Hoàng đế Thủy Hoàng cũng không muốn giam giữ ông ta lâu, chỉ muốn ông ta bình tâm lại, nhưng ai mà ngờ ông ta lại chấp niệm nặng nề với chuyện thắng thua như vậy, cứ muốn nâng cao thực lực của mình, rồi lại đánh nhau một trận với Hoàng đế Thủy Hoàng. Ngô Thanh Ảnh lại thở dài một hơi, sau đó nói, Hoàng đế Thủy Hoàng biết tình cảnh của ông ta cho nên vẫn không ra tay giết chết, mà chỉ phong ấn ông ta dưới núi Cửu Phong, và lưu lại một câu nói. Nói gì? Tô Thương hỏi tiếp. Ngô Thanh Ảnh dùng giọng điệu của Hoàng đế Thủy Hoàng nói, sau khi ngươi bại dưới tay chấm, thì lại đi vào con đường tà đạo, ngươi muốn chấm giết chết ngươi để thành toàn cho cái danh trung thần nghĩa sĩ của ngươi. Nhưng chấm lại không giết ngươi. Chấm muốn độ ngươi, cuối cùng vẫn là muốn độ ngươi, cho dù là kiếp này không được thì chấm còn có kiếp sau, ngươi thoát không được đâu, sớm muộn gì có một ngày thì ngươi cũng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của chấm,
theo chấm chinh chiến khắp vũ trụ mênh mông này. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết cái nhìn của mình lúc đầu hạn hẹp như thế nào, cái gọi là trái đất so với vũ trụ mênh mông, chỉ là một vùng đất nhỏ mà thôi, đấu đá làm tổn hại đến nhau không có bất kỳ ý nghĩ gì cả. Chinh chiến khắp vũ trụ mênh mông. Vị hoàng đế thủy hoàng này, không hổ là thiên cổ nhất đế, khí phách thật lớn mà. Sau khi Tô Thương nghe xong thì toàn thân lập tức run lên, hoàn toàn bị khí phách của vị hoàng đế thủy hoàng đó cảm phục. Lời nói này, là do minh chủ núi Cửu Phong truyền lại qua nhiều thế hệ. Ngô Thanh Ảnh nhìn Tô Thương, nói tiếp, nghe nói, hoàng đế thủy hoàng là cửu ngũ chí tôn, lúc chiến đấu thì sẽ xuất hiện 9 con rồng dài màu tím, núi Cửu Phong chính là do lúc trước hoàng đế thủy hoàng dùng linh khí tạo thành. Ý nghĩa tồn tại của chúng tôi là để trấn áp vị đại khủng bố ở dưới núi Cửu Phong. Các ngọn núi danh tiếng đều có linh tính, ắt hẳn lúc trước núi Cửu Phong đã phát hiện ra dị biến cho nên nhiều năm trước đây nó đã sinh ra một linh hồn. Ngô Thanh Ảnh nói tiếp, không sai, chính là Tuyết Nhi, nó chính là đại diện cho toàn bộ núi Cửu Phong. Cùng với sự trưởng thành của Tuyết Nhi, thì núi Cửu Phong cũng sẽ dần mạnh lên một chút, nhưng cũng chưa đủ để ảnh hưởng đến vị đại khủng bố phía dưới. Ngô Thanh Ảnh lo lắng nói, nửa năm trước, cải biến giới luyện võ vừa mới bắt đầu, thì trời đất xuất hiện dị tượng, vị đại khủng bố dưới kia cũng nhân cơ hội đó trốn thoát ra ngoài, cũng may Tuyết Nhi về kịp lúc, chính mình lựa chọn hy sinh, đi vào nằm trong quan tài kia, cùng hợp nhất với núi Cửu Phong, cùng chống lại vị đại khủng bố kia. Trong nửa năm này, cứ cách một thời gian thì vị đại khủng bố kia lại trùng kích phong ấn, cũng bởi vì vậy mà Tuyết Nhi mới thống khổ không gì chịu nổi. Ngô Thanh Ảnh buồn phiền nói, cứ theo đà này thì chỉ sợ Tuyết Nhi không chống đỡ được bao lâu nữa. Nếu như vị đại khủng bố kia phá vỡ được phong ấn, vậy thì núi Cửu Phong sẽ không còn cách gì tồn tại được nữa, đồng thời, thiên hạ sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn, không người nào có thể ngăn cản được bị đại khủng bố đã mất đi lý trí kia. Ngô Thanh Ảnh nhìn Tô Thương, cười khổ nói đến đây, Tô Thương, ắt hẳn cậu chắc là đã có thể đoán ra được vị đại khủng bố phía dưới kia là ai rồi chứ. Kẻ thù của đất nước, người từng đâm ra một nhát kiếm kinh thiên về phía hoàng đế Thủy Hoàng. Tô Thương nhìn thẳng vào Ngô Thanh Ảnh, nghiêm túc nói, chắc không phải là Kinh Kha đó chứ. Chính là ông ta, Ngô Thanh Ảnh gật đầu, hoàn toàn không phủ nhận suy đoán của Tô Thương. Đúng là Kinh Kha. Tô Thương sờ sống mũi, có chút ngạc nhiên, anh chỉ tùy tiện nói mà thôi, không ngờ lại chó ngáp phải ruồi, sau khi dừng lại một lúc thì anh lại hiếu kỳ nói, thực lực của Kinh Kha, khủng bố như vậy sao, vậy mà đã đạt đến cấp bậc tiên đế luôn rồi, há chẳng phải là nói hơn 2000 năm trước, cao thủ cấp bậc tiên đế rất là nhiều sao? Đương nhiên không phải rồi, Kinh Kha là lớp sau rồi. Ngô Thanh Ảnh lắc đầu giải thích nói, thời Tần mà mấy cậu nhắc tới. Đều là nói các chiến sĩ luyện khí thời tiền Tần, nhưng mà thực sự hiểu rõ thời đại kia thì đều sẽ gọi bọn họ là tiên Tần, chữ tiên của thần tiên. Lúc đó, hệ thống tu chân thịnh hành trên toàn trái đất, quả thực cao thủ siêu cấp nhiều như rừng, nhưng cũng chưa tới mức cao thủ cấp bậc tiên đế nhiều như mưa. Trong khắp thiên hạ, cao thủ cấp bậc tiên đế không quá 30 người, mỗi người đều là những người kinh tài tuyệt diễm, đều là những đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Ví dụ như quỷ cốc tử của Bách Gia Chi Sư, được cho là người mạnh nhất ở thời đại đó. 500 đồ đệ của ông ta, cũng có rất nhiều người là cao thủ cấp bậc tiên đế, ví dụ như Pháp Gia Thương Ưởng mở ra cuộc cải cách chính trị, ví dụ như sát thần Bạch Khởi, trăm trận không chết, còn có Tô Tần, Trương Nghi những nhà quân sự tài ba mưu lược. Trừ bọn họ ra, còn có một vài cao thủ cấp bậc tiên đế khác, như Hàn Phi Tử, Mặc Tử, Công Tôn Long, Châu Diễn. Đương nhiên, còn có một người không được xem nhẹ, đó chính là Hoàng đế Thủy Hoàng, Tổ Long. Nhắc đến Hoàng đế Thủy Hoàng, ánh mắt Ngô Thanh Ảnh tràn đầy khâm phục nói, Hoàng đế Thủy Hoàng có thể càn quét khắp thiên hạ, tài năng và thực lực của ông ta là điều không cần phải nghi ngờ. Thậm chí, chính ngay người được xưng là cao thủ mạnh nhất thời đó, Quỷ Cốc Tử cũng phải cảm phục Tổ Long, âm thầm cống hiến cho Tổ Long, bởi vậy mới thấy Tổ Long siêu cường ra sao. Ngô Thanh Ảnh kính sợ nói, nếu Hoàng đế Thủy Hoàng đã mạnh như vậy, chắc chắn đã đạt đến cảnh giới tiên đế, lúc đám tiên đế ngoại vực có mưu đồ xâm chiến trái đất thì ông ta có ra mặt để ngăn cản không? Ngô Thanh Ảnh nghe đến đây liền trầm mặt xuống, sau đó nói, Long Tổ, ông ấy, không có. Nhưng mà,
Long Tổ cũng không phải là lâm trận bỏ chạy, giữa các cấp bậc tiên đế cũng có sự chênh lệch, ông ấy biết mình không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên đã phá vỡ hư không rời khỏi trái đất để tìm kiếm cách hóa giải nguy nan cho trái đất. Nói đến đây, Ngô Thanh Ảnh tự lẩm bẩm nói, bây giờ đã qua 2.000 năm rồi, trái đất lại đang ở tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cũng không biết Long Tổ đang ở đâu, ông ấy là tia sáng hy vọng cuối cùng của trái đất. Cái này không phải là lâm trận bỏ chạy sao? Tô Thương không nhịn được nói. Im ngay. Ngô Thanh Ảnh nghiêm mặt nói, tôi không cho phép cậu vô lễ với Hoàng đế Thủy Hoàng như vậy, ông ấy chính là niềm hy vọng cuối cùng của loài người. Được thôi. Tô Thương hòa hoãn lại, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, mà dò hỏi nói, tiền bối, theo như bà thấy thì tiếp theo nên làm thế nào, lẽ nào chỉ có thể đứng nhìn Tuyết Nhi chịu thống khổ như vậy thôi sao? 2. Ngô Thanh Ảnh nghe vậy, thở dài một hơi, bà ấy cũng không biết nên trả lời thế nào. Tiền bối, bà đừng thở dài nữa. Tô Thương cười khổ nói. Tôi cũng không biết làm sao giải quyết nữa. Ngô Thanh Ảnh lắc đầu, cười khổ nói, lão minh chủ Vương Dương Minh của Thiên Cơ Môn từng nói, hậu nhân nhà họ Tô có thể hóa giải nguy cơ của núi Cửu Phong. Nhà họ Tô, cậu chính là hậu nhân nhà họ Tô, núi Cửu Phong gặp nạn, đúng lúc cậu đang ở núi Cửu Phong. Rõ ràng là định mệnh sắp đặt, Tô Thương, chắc hẳn cậu chính là người hữu duyên trong lời Vương Dương Minh nói. Ngô Thanh Ảnh vẻ mặt tràn đầy kỳ vọng, nghiêm túc nói, hơn nữa, cậu nghiên cứu rất kỹ về trận pháp, cho nên tôi giao nơi này cho cậu, cậu muốn làm gì, làm như thế nào thì làm đi, tôi tin cậu. Tiền bối, tôi, Tô Thương liên tục cười khổ, có chút cảm giác được người ta sủng ái mà lo sợ. Tôi không gây thêm phiền phức cho cậu nữa. Tôi ở bên ngoài đợi tin tức tốt của cậu. Nói xong, Ngô Thanh Ảnh liền nhìn sang Thiên Sơn Tuyết đang ngủ say, sau đó xoay người rời khỏi động băng. Sau khi nhìn thấy Ngô Thanh Ảnh đã rời khỏi, Tô Thương lại cười khổ lần nữa, không có cách gì mà, chỉ có thể tự mình suy nghĩ mà thôi. Tiếp theo đó, Tô Thương bắt đầu đi lại trong động băng, tỉ mỉ quan sát trận pháp ở trong động băng. Cái trận pháp này vô cùng huyền diệu. Không thể ngờ tới Hoàng đế Thủy Hoàng lại còn là một cao thủ trận pháp. Mặc dù trận pháp vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu như nó đã tồn tại lâu như vậy thì uy lực cũng có chút suy giảm đi rồi. Lại thêm thực lực của Kinh Kha đã được gia tăng cho nên mới có thể khiến cho trận pháp bị rung chuyển. Ngô Thanh Ảnh lúc trước nói không sai, nếu như Tô Thương mở nắp quan tài, mang Thiên Sơn Tuyết ra thì trận pháp sẽ mất đi hạt nhân của nó, trong nháy mắt trận pháp sẽ sụp đổ ngay. Và theo đó, núi Cửu Phong cũng sẽ bị đổ sụp xuống. Thiên Sơn Tuyết chính là Cửu Phong không còn nữa thì tính mạng của cô ấy tự nhiên cũng là đã đi đến cuối con đường. Kể từ đó, không chỉ đã hại Thiên Sơn Tuyết, mà còn giúp cho Kinh Kha Ma tính xuất thế ra ngoài. Cái trận pháp này nếu như đổi lại là mình lúc còn ở thời kỳ đỉnh phong thì có thể gia cố lại một chút, trấn áp Kinh Kha Ma tính thêm được mấy ngàn năm cũng không phải là vấn đề lớn gì. Tô Thương cười khổ nói, nhưng bây giờ, mình chỉ mới hồi phục đến cảnh giới Nguyên Anh, thực lực còn kém rất xa, căn bản không có cách gì gia cố cái trận pháp cấp bậc này. Nếu như không thể gia cố được, tự lượng sức mình bây giờ thì chỉ có thể từ trên cơ thể của Kinh Kha Ma tính tìm đường thoát ra. Tô Thương tự lẩm bẩm nói, nếu như có thể chủ động mở trận pháp, giải thoát Kinh Kha Ma tính ra thì núi Cửu Phong và Thiên Sơn Tuyết tự nhiên sẽ bình an vô sự. Dù sao thì trận pháp này cũng chưa bị phá hủy. Nhưng cách này thì không được thực tế cho lắm, Kinh Kha Ma tính vốn đã mất đi lý trí, nếu như ông ta được tự do rồi thì làm sao có thể bỏ qua núi Cửu Phong đã trấn áp ông ta mấy ngàn năm qua chứ? Tô Thương phân tích một hồi, cũng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ, anh liên tục cười khổ. À, chính ngay lúc này, Thiên Sơn Tuyết đang nằm trong quan tài băng lại kêu lên thảm thiết. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thống khổ. Kinh Kha Ma tính lại thử công phá phong ấn của trận pháp rồi, một khi trận pháp bị phá hủy, núi Cửu Phong chắc chắn sẽ loạn, đến lúc đó Tuyết Nhi. Tô Thương hết sức lo lắng, sau cùng đành nghiến răng nói, xem ra chỉ có thể xâm nhập vào núi Cửu Phong, thương lượng với Kinh Kha một chút xem sao. Đây chính là kế hoạch dở dở nhất. Kinh Kha đã nhập ma rồi, Ngô Thanh Ảnh đã nói. Kinh Kha bây giờ chính là một ma đầu giết người không gớm tay, thậm chí ông ta đã mất đi lý trí. Thương lượng với ông ta, khác gì đàn gảy tai trâu đâu, hơn nữa lại còn cực kỳ mạo hiểm nữa. Nhưng vì Thiên Sơn Tuyết,
bất luận thế nào, Tô Thương cũng phải thử một lần. Tháp hư không. Sau khi quyết định xong, Tô Thương triệu hồi tháp hư không ra bảo vệ cho mình. Bù. Trong nháy mắt, tháp hư không đã hiển hiện ngay trên đỉnh đầu của Tô Thương, tỏa ra ngàn vạn tia sáng bao quanh người Tô Thương. Vốn dĩ, tháp hư không chỉ có 3 tầng, nhưng trong nửa năm bế quan này, Tô Thương đã giáp thành công tầng thứ 4, thứ 5. Cho nên tháp hư không hiện tại lớn hơn trước không ít, uy lực cũng theo đó lớn mạnh lên rất nhiều. Kỳ thực mảnh tháp hư không tầng thứ 6 của Tô Thanh Y cũng đang ở trong tay của Tô Thương, chỉ là anh chưa có thời gian gắn nó lên mà thôi. Nhưng tháp hư không hiện tại cũng đã đủ dùng rồi, thậm chí Tô Thương cũng chưa thể phát huy được hết sức mạnh của nó. Có tháp hư không bảo vệ, Tô Thương liền thi triển thần thức, tìm kiếm tung tích của kinh Kha Ma Tính, rất nhanh anh đã xông thẳng xuống sâu vào trong lòng đất. Phía dưới động băng, có một nhà tù tối tăm. Một người đàn ông nhỏ gầy đang bị cầm tù ở đây. Đầu tóc ông ta rối bù, mặt mũi dơ dáy, chân tay thì bị 4 sợi xích to xích lại. Người này chính là Kinh Kha, chính xác mà nói chính là Kinh Kha sau khi đã bị tẩu hỏa nhập ma. Năm đó một nhát kiếm kia không giết chết được Hoàng đế Thủy Hoàng, chính là tiếc nuối lớn nhất đời của Kinh Kha. Sau khi thất bại mà vẫn chưa bị giết chết, thì lại càng là điều sỉ nhục lớn nhất của ông ta. Kinh Kha phóng khoáng cả đời nhưng lại cực kỳ coi trọng danh dự, cận kề cái chết cũng không muốn thần phục Hoàng đế Thủy Hoàng. Vì muốn trở nên mạnh hơn để báo thù Hoàng đế Thủy Hoàng, cho nên ông ta không ngừng tu luyện ở dưới núi Cửu Phong, đáng tiếc khoảng cách của ông ta với Hoàng đế Thủy Hoàng trước sau vẫn quá là xa vời. Cuối cùng Kinh Kha quyết tâm liều một phen, đi đến bước kia. Rất nhiều người tự cho mình biết rõ chuyện năm đó, đều cho rằng Kinh Kha vì nôn nóng luyện công nên mới bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Công pháp mà Kinh Kha tu luyện chính là vừa chính vừa tà, lúc ông ta từ bỏ đi lý trí của mình chính là thời điểm ông ta mạnh nhất. Ông ta muốn dùng trạng thái mạnh nhất của mình khiêu chiến với Long Tổ, vì vậy ông ta mới từ bỏ lý trí, tự mình nhập ma. Nhưng kết quả vẫn bị Long Tổ trấn áp ông ta như cũ. Nhưng Kinh Kha cũng coi như trong họa gặp được phúc, bị trấn áp xuống thì có thể tránh đi sự truy lùng của Viêm Long Tiên Đế, tiếp tục lưu lại trái đất. Cứ như vậy, đã trải qua 2.000 năm, Kinh Kha qua từng ngày, từng tháng, thực lực càng ngày càng tiến bộ vượt bậc, cuối cùng chân chính đặt lên cảnh giới tiên đế. Ở trên trái đất, lại có một vị cảnh giới tiên đế còn sống. Phải biết, cho dù là Viêm Long Tiên Đế thì sau khi xuống trái đất, cảnh giới cũng sẽ bị suy yếu xuống thành chuẩn tiên đế đại viên mãn. Mà Kinh Kha, lại chính là một tiên đế hàng thật giá thật nha. Long Tổ, ông đang ở đâu? Bước ra đấu với tôi một trận, tôi phải giết ông, ha ha ha. Giờ này phút này, Kinh Kha ngửa mặt lên trời, quanh thân phóng ra một luồng sức mạnh khủng bố, đánh thẳng vào 4 phía của ngọn núi, mấy sợi xích sắt to kia gần như sắp bị đánh cho rớt ra. Bỗng nhiên, Kinh Kha ngừng lại, ánh mắt nhìn về hướng ba giờ, lạnh lùng nói, là ai, cút ra đây ngay. Tô Thương, tới rồi. Đỉnh tháp hư không của anh ấy. Có hàng ngàn tia sáng chiếu xuống, tưởng rằng mọi hành động đều rất bí ẩn, nhưng ai ngờ, khi anh ấy vừa mới xuất hiện, đã bị ma tính của Kinh Kha phát hiện rồi. Tiền bối, Tô Thương bất chấp đến cùng, hai tay chắp lại hướng về phía Kinh Kha hành lễ chào hỏi, rồi thử hỏi chuyện, tôi là Tô Thương, hôm nay đến đây, tôi muốn làm ăn với tiền bối một vụ này. Hả? Kinh Kha ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuyên qua mái tóc dài. Liền thấy được khuôn mặt của Tô Thương, đột nhiên sợ hãi nói ông, là ông à. Tổ Long, năm đó ông, ức hiếp người quá đáng lắm, tôi bại dưới tay ông, người giết tôi cũng là ông, chính ông đã giam cầm tôi, ông đã giam tôi ở nơi tối tăm mù mịt không thấy được ánh mặt trời này mấy ngàn năm, khiến tôi khổ cực quá. Kinh Kha chăm chú nhìn Tô Thương, khuôn mặt hiện lên một cơn tức giận gào thét lên, tới đi Tổ Long, để tôi xem trăm ngàn năm qua, cậu có tiến bộ được chút nào không? Nói xong, Kinh Kha điên tiết lên lao thẳng về phía Tô Thương, xích sắt kêu rầm rầm chuyển động theo, bên trong lồng giam hiện lên tiếng ca chạm của kim loại. Cũng không biết cái xích sắt này làm bằng chất liệu gì, mà cứng chắc vô cùng, trông vậy mà lại nhốt được Kinh Kha ở cấp tiên đế. Bây giờ, Kinh Kha tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi xích sắt, đương nhiên sẽ không thể gây hại cho Tô Thương được.
Đáng ghét, giết ông, Tổ Long, tôi phải giết ông. Kinh Kha không kìm chế được cơn giận, điên cuồng dùng sức kéo xích sắt, muốn thoát ra, nhưng đáng tiếc vẫn không thể thay đổi được gì. Tiền bối Kinh Kha. Tô Thương thấy vậy, miệng thì muốn giao tiếp với Kinh Kha, nhưng Kinh Kha đã nhập ma rồi, nên cứ điên điên khùng khùng, đến nỗi những lời Tô Thương nói đều như đàn gảy tai trâu vậy. Không được rồi, bản thân Kinh Kha đã mất đi ý thức, bây giờ y như một cái xác không hồn, không thể nào nói chuyện với mình được. Tô Thương tự lẩm bẩm, nếu muốn ông ta bình thường lại, tạm thời phải áp chế được ma tính trong người ông ta mới được, hoặc là có thể thử dùng chú Thanh Tâm một lần xem sao. Chú Thanh Tâm. Đây là một bí thuật của nhà Phật, bản chất của loại chú này cũng chẳng có công lực gì hết, nên khá vô bổ. Công dụng duy nhất của loại chú này, chính là khiến người sử dụng nhanh chóng bình tĩnh lại ngay tức khắc, để tiến vào trạng thái tu luyện tốt hơn. Kiếp trước của Tô Thương là Huyền Thiên Tiên Đế, đã từng suýt bị tẩu hỏa nhập ma, cũng may anh ấy gặp được một vị lão tăng, rồi tu luyện được chú Thanh Tâm, như thế mới khôi phục được trạng thái thư thái như ban đầu. Tình hình hiện tại của Kinh Kha, tuy không phải tẩu hỏa nhập ma, nhưng chắc là chú Thanh Tâm vẫn có hiệu quả với ông ta, ít nhất có thể khiến ông ta không gắt gỏng như thế kia nữa. Nghĩ đến đây, Tô Thương không chần chờ gì nữa, hai tay liền co lại, bắt đầu thi triển chú Thanh Tâm với Kinh Kha. Trong chốc lát, hào quang có ánh vàng bao quanh khắp người Tô Thương, có vô số những dòng chữ nhỏ màu vàng, bay chập chờn xung quanh người. Ngay sau đó, Tô Thương nâng tay phải lên, bàn tay hướng về phía Kinh Kha, dòng chữ nhỏ kia liền bay về phía Kinh Kha như đàn ong vỡ tổ. Hả? Có thêm chú Thanh Tâm, Kinh Kha nóng nảy, gắt gỏng lúc đầu, giống như được trấn an, từ từ bình tĩnh lại. Tiếp tục, không được dừng. Kinh Kha đã khôi phục lại được một chút lý trí, ngồi khoanh chân lại, vừa vận công pháp, vừa dặn dò Tô Thương tiếp tục, dường như ông ta đang rất hưởng thụ cảm giác được chú Thanh Tâm vây xung quanh. Tô Thương đương nhiên không từ chối, mà còn không ngừng thi triển chú Thanh Tâm, bản thân anh ấy như một vị Phật, đang phổ độ chúng sinh vậy. Cứ như vậy, hai người họ duy được hơn nửa giờ. Tô Thương nhìn thấy ma tính xung quanh Kinh Kha, thì không thi triển chú Thanh Tâm nữa. Kinh Kha cứng không ngồi khoanh chân nữa, ánh mắt ông ta liền dừng lại trên người Tô Thương, ánh mắt sắc lạnh khiến người khác phải sợ hãi. Tô Thương bị ánh nhìn đó làm cho run rẩy. Dù có tháp hư không bảo vệ, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Chằm chằm tâm lý hoảng sợ, dù là có hư không tháp thủ hộ, vẫn như cũ trong lòng run sợ. Kẻ mạnh có sự khác biệt về cấp bậc như Kinh Kha, chỉ sợ vung tay lên một cái, là có thể giết anh ấy ngay tức khắc. Tô Thương cười gượng liên tục, không e ngại gì, ngược lại còn tiếp nhận lấy ánh mắt của Tô Thương. Cậu, không phải Tổ Long. Sau một hồi trầm tư, Kinh Kha đã từ từ nói chuyện lại. Giọng nói khá thảm thiết, hơn 2000 năm trước, khi tôi bị giam giữ, Tổ Long đã ở cảnh giới tiên đế rồi, còn cậu, cũng chỉ là người mới bước vào Nguyên Anh mà thôi, khoảng cách chênh lệch với tôi rất xa. Xin chào tiền bối Kinh Kha. Tô Thương chắp tay lại một lần nữa, để thể hiện sự kính trọng, rồi nói tôi chưa từng nói bản thân là Tổ Long, là ông đã gọi tôi là Tổ Long. Ha ha ha, tuy cậu không phải Tổ Long, nhưng cậu có vóc dáng. Thực sự là quá giống ông ta. Kinh Kha nở một nụ cười, sau đó trầm giọng hỏi dò, chàng trai, sao cậu lại dám đột nhập vào lồng giam dưới lòng đất vậy, chẳng lẽ cậu không sợ tôi giết cậu sao? Sợ chứ? Tô Thương không tự tin nói, nhưng tôi tới là để bàn với ông một vụ giao dịch, tôi nghĩ tiền bối chắc chắn sẽ không từ chối đâu. Hả, giao dịch gì vậy? Kinh Kha cau mày nói, một tên chiến sĩ tu luyện cảnh giới Nguyên Anh còn con như cậu. Có thể đàm phán giao dịch được gì với tôi chứ? Tôi có thể giúp tiền bối trốn thoát, thoát khỏi sự trói buộc của núi Cửu Phong, nhưng tôi hy vọng sau khi tiền bối trốn thoát, thì đừng làm khó đến mọi người ở núi Cửu Phong, hãy rời khỏi trái đất, rồi đến ngoại vực ở tinh vực khác mà chinh chiến. Tô Thương nghiêm túc nói. Hừ, không được. Kinh Kha lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêm túc nói, núi Cửu Phong Sơn đã giam cầm tôi mấy ngàn năm. Còn cái được gọi là linh hồn núi Cửu Phong, còn đang trấn áp tôi này, nếu tôi thoát ra ngoài, nhất định phải hủy diệt núi Cửu Phong, vĩnh viễn biết mất luôn. Còn nữa, chàng trai, cậu chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới Nguyên Anh thôi, có năng lực gì mà đòi giúp tôi? Kinh Kha hỏi ngược lại. Tôi hiểu được trận pháp, cho tôi thời gian,
tôi có thể phá vỡ được trận pháp của Tổ Long, như vậy ông có thể thoát ra được rồi, Tô Thương đáp lại. Ha ha, không ngờ, cậu lại là một tên pháp sư trận pháp đó, nhưng đối với tôi mà nói, thì cũng vô ích thôi. Kinh Kha cười giễu cợt nói, cho dù không có bất kỳ sự trợ giúp nào, thì trong vòng 2 tháng, tôi cũng có thể phá được trận pháp của núi Cửu Phong, đường đường chính chính đi ra ngoài. Đến lúc đó, tôi muốn đại khai sát giới, giết hại chúng sinh, Tổ Long, không phải ông muốn gây dựng nên một thế giới thái bình thống nhất sao, tôi cứ để ông không được như ý nguyện đấy, ha ha ha, giết giết giết, tôi muốn giết hết người trong thiên hạ, để ông được làm một bậc đế vương. Nói xong, ma tính trong người Kinh Kha, lại trỗi dậy, vẻ mặt lại dữ tợn, nhưng vẫn còn một chút lý trí, vội nói, chàng trai, tiếp tục đi. Tô Thương đương nhiên biết ông ta nói tiếp tục là có ý gì, thế nên lại bắt đầu thi triển chú Thanh Tâm. Có chú Thanh Tâm duy trì, ma tính của Kinh Kha lại được áp chế một lần nữa, cả người đều bình tĩnh lại. Chàng trai, cậu tên là gì? Kinh Kha lạnh lùng hỏi dò. Tô Thương. Ừ, Tô Thương, tôi đã nhìn ra cậu không phải Tổ Long, nếu đã cậu đã đến được đây, chắc chắn là hai chúng ta đã có duyên với nhau. Kinh Kha nhìn sang Tô Thương. Nói tiếp, như vậy đi, yêu cầu của cậu tôi đồng ý, tôi có thể không gây khó dễ cho núi Cửu Phong, nhưng cậu nhất định phải dạy cho tôi bí thuật mà cậu vừa sử dụng. Cậu cũng biết rồi đấy, bây giờ tình hình trạng thái của tôi khá kém, nên vô cùng cần đến nó. Kinh Kha nghiêm túc nói, nếu không có nó, thì tôi không thể nào duy trì sự bình tĩnh được, tất nhiên sẽ đi sát hại khắp mọi nơi. Được chứ? Tô Thương không một chút do dự liền đồng ý. Lập tức tâm niệm vừa động, liền có ngay một chùm sáng nhỏ kích thước bằng quả vải, hiện lên trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Tô Thương phất tay một cái, chùm sáng trong lòng bàn tay anh ấy bay về phía Kinh Kha, rồi nói, bí thuật tôi dùng lúc nãy, tên là chú Thanh Tâm, chùm sáng này, chính là phương pháp tu luyện của chú Thanh Tâm, bây giờ ông có thể luyện hóa nó được rồi đấy. Được, Kinh Kha cẩn thận xem xét chùm sáng trước mặt một lần nữa. Sau khi chắc chắn đó là chú Thanh Tâm thì mới hấp thụ vào người. Dựa vào cảnh giới của ông ta, học chú Thanh Tâm thì quá đơn giản, rất nhanh thôi ông ta đã tự thi triển được chú rồi. Cảm ơn. Ánh mắt của Kinh Kha lại dừng lại trên người Tô Thương một lần nữa, rồi nói cảm ơn. Khách sáo rồi. Tô Thương cười cười, sau đó nhắc nhở tiền bối Kinh Kha, vậy yêu cầu của tôi. Cậu yên tâm. Chỉ cần ta duy trì được trạng thái thư thái này, thì sẽ không lạm sát người vô tội đâu. Kinh Kha nói, nhưng, ma tính của tôi lại rất mạnh, chỉ sợ chú Thanh Tâm không thể nào áp chế triệt để được. Tôi nghe nói ông luyện công đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới như thế, chú Thanh Tâm vừa may có thể khắc chế được, cho nên ông không cần phải lo lắng. Tô Thương nói, luyện công tẩu hỏa nhập ma sao? Kinh Kha cười lạnh lùng nói, đúng là lời đồn. Kinh Kha tôi dù gì, cũng là một thiên tài nổi danh, sao lại tẩu hỏa nhập ma được? Sở dĩ tôi biến thành bộ dạng như vậy, là liên quan đến công pháp tu luyện của tôi hiến tế linh hồn và lý trí của mình, rồi dựa vào đó để tìm năng lực mạnh hơn. Kinh Kha nhớ lại, lúc ấy, tôi thua bởi Tổ Long, vì không cam lòng, nên đã nhất quyết muốn tìm Tổ Long để trả thù, để hoàn thành nhiệm vụ Thái tử Đan giao cho. Thế là, tôi bước vào con đường sai lầm. Hiến tế bản thân, như vậy mới nhập ma, trở thành một cái xác không hồn. Kinh Kha nói tiếp, Tổ Long không giết tôi, ông ta giam cầm tôi dưới núi Phong Sơn, trải qua mấy năm đấu tranh, thì tôi mới miễn cưỡng khôi phục được một số linh trí, mỗi ngày tỉnh táo thêm một chút. Nhưng nhiều khi, tôi vẫn là Kinh Kha có ma tính kia, giết người như ngoé, khát máu như một tên nghiện. Kinh Kha tự trách, ôi! Tôi cũng không muốn biến thành một cái xác không hồn chỉ biết giết hại người khác đâu, tôi từng nghĩ đến những năm cuối đời này, thế mà lại bị Tô Long cản trở. Ông ta nói cho tôi biết, thiên hạ trong tương lai cần tôi không thể chết được, nếu tôi chết rồi, sẽ khiến thiên hạ này hơi vào bóng tối. Kinh Kha nói tiếp, chính những lời nói này của Tổ Long, đã khiến tôi tìm được ý nghĩa để sống tiếp, tôi phải khiến cho mạng sống của tôi, sẽ là ánh hào quang sáng chói nhất vì loài người. Vì muôn dân trong thiên hạ. Thế là, trong lúc tôi u mê đần độn, vừa tu luyện, lại vừa chờ đợi, nhưng thật sự là ma tính quá là mạnh, cuối cùng đã hoàn toàn nuốt chửng tôi. Kinh Kha nhìn về phía Tô Thương, khẽ cười nói, hôm nay nếu như không có chú Thanh Tâm,
chỉ sợ tôi sẽ không thể tỉnh táo được như vậy để nói chuyện với cậu đâu. Thì ra là thế. Ngoài mặt thì Tô Thương khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại hồ đồ rồi. Lời của Tổ Long là có ý gì? Thiên hạ trong tương lai, cần Kinh Kha sao? Không nghĩ được gì nữa. Chuyện càng ngày càng phức tạp rồi. Tô Thương, bây giờ là năm nào tháng nào rồi, Tổ Long ở đâu vậy? Đại Tần mở rộng lãnh thổ, đã càn quét Hung Nô, thống trị thiên hạ rồi sao? Lúc này, Kinh Kha đột nhiên hỏi. Điều này, Tô Thương dừng lại một chút, sau đó thành thật trả lời, hơn 2.000 năm trước Đại Tần đã diệt vong, giờ được thay thế bằng triều đại mới rồi ạ. Không thể nào. Kinh Kha phản ứng vô cùng dữ dội, biểu cảm không thể tin nổi nói, công lao của Tổ Long ngút trời, vô cùng ngang tàng, có ông ấy, ai có thể lật đổ Đại Tần được chứ? Sách lịch sử đã ghi chép, Tổ Long vì bệnh mà chết, nhưng cũng chỉ là lừa người thôi. Tô Thương nói tiếp, tôi nghe nói, Tổ Long đã cảm nhận được kiếp nạn của trái đất từ lâu rồi, nên đã tự mình phá nát không trung, rời khỏi trái đất, để tìm cách chống lại, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì cả. Kiếp nạn của trái đất sao? Kinh Kha nghe vậy, không nhịn được liền tự lẩm bẩm, chẳng trách Tổ Long đã giữ lại cho tôi một cơ thể có ích này, thảo nào. Tô Thương, mấy năm nay tôi chưa từng bước ra khỏi núi Cửu Phong nửa bước, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc trái đất đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tự nhiên là có thể rồi. Tô Thương đem chuyện tiên đế ngoại vực liên thủ đối phó với trái đất, và chuyện Viêm Long tiên đế nắm giữ cánh cổng thời không, để bắt cao thủ siêu cường ở trái đất đi, nói hết cho Kinh Kha. Đây, Kinh Kha có chút khó tin, chỉ là ba tên cảnh giới tiên đế. Đến trái đất rồi cảnh giới sẽ suy yếu thành chuẩn tiên đế, thực lực như vậy, thế mà lại quấy nhiễu trái đất đến nỗi chó gà cũng không yên sao. Tô Thương, cậu đang lừa tôi à? Quả thực là như thế. Tô Thương nghe ra được ý từ mà Kinh Kha nói, liền tò mò hỏi, tiền bối, chẳng lẽ dựa vào thực lực của trái đất, có thể đối phó được với ba vị tiên đế ngoại vực kia sao? Có thể. Kinh Kha nghiêm túc nói. Đừng nói bọn họ bị hỗn độn cực quang trận làm cho cảnh giới bị suy yếu, cho dù dùng trạng thái khỏe khoắn đến trái đất, chỉ sợ bọn chúng còn không phải là đối thủ của Tổ Long ấy chứ. Đương nhiên, nếu không có Tổ Long, thì kết quả kia sẽ khác. Tôi nhớ lúc ấy, trái đất có khoảng 20-30 tên cấp tiên đế, nhưng tất cả đều là chuẩn đế, chỉ có đúng một mình Tổ Long, là thực sự đặt chân đến cấp tiên đế. Nếu không có Tổ Long... Có lẽ những người kia sẽ không thể thực sự chống lại tiên đế ngoại vực của đế khí được. Khuôn mặt Kinh Kha tràn đầy sự khó hiểu, nhưng, vì sao Tổ Long rời đi, rõ ràng có thể hóa giải nguy cơ, sao lại phá vỡ khoảng không của trái đất để rời đi chứ? Được rồi, những vấn đề này đừng suy nghĩ nhiều nữa, Tô Thương, đợi tôi ra ngoài rồi, đương nhiên sẽ ổn định lại cục diện của thiên hạ, sẽ trục xuất hết người của ngoại vực ra bên ngoài. Kinh Kha nói một cách rất trượng nghĩa, đây là nhiệm vụ mà Tổ Long giao cho tôi, thì tôi sẽ tự phải bảo vệ trái đất. Không phải ông vẫn luôn nói muốn giết Tổ Long à, từ bao giờ lại nghe theo sự sắp xếp của Tổ Long vậy? Tô Thương không nhịn được bèn hỏi. Con người Tổ Long này, tóm lại, ông ta đáng để kính trọng, chính là người mà tôi đuổi theo cả một đời. Kinh Kha tỉnh táo giống như có thiện cảm với Tổ Long vậy. Tô Thương không nói tiếp về chủ đề này nữa. Mà lại tò mò hỏi thêm, bây giờ ông đang ở cảnh giới gì vậy? Cảnh giới tiên đế thật sự. Kinh Kha để lộ ra một nụ cười kiêu ngạo, từ đời Tổ Long về sau, thì tôi là nhân vật thứ hai đặt chân đến cảnh giới tiên đế. Cho nên, tiên đế ngoại vực mà cậu vừa nói, căn bản không đáng sợ, nếu dám đến trái đất, chẳng qua bọn họ chỉ là cảnh giới chuẩn tiên đế đại viên mãn thôi, mà tôi cũng là tiên đế đây này. Kinh Kha lạnh lùng cười nói, đừng nói đến ba người, cứ coi là 30 người, thì có sao chứ, tới đi, giữ lạ, ạ. Kinh Kha đang nói, bỗng nhiên ma tính trong cơ thể bùng phát, giọng nói bỗng im bặt đi, biểu cảm trở nên quắn quéo, vặn vẹo. Chú Thanh Tâm. Kinh Kha vội ngồi khanh chân, đem chú Thanh Tâm vừa học được, sử dụng ngay tại chỗ, ánh vàng chói lóa, phù văn dày đặc bao quanh toàn thân. Nhưng đây... Căn bản không giải quyết được vấn đề gì cả, sức mạnh ma tính màu đen, rất nhanh đã xâm nhập vào người. Tôi đến giúp ông. Tô Thương thấy vậy, vội thi triển chú Thanh Tâm, muốn giúp Kinh Kha áp chế ma tính trong cơ thể, nhưng hiệu quả cũng không khả thi lắm. Không hay rồi,
ma tính đã bùng phát toàn diện, theo tôi suy đoán là vậy, chú Thanh Tâm cũng không có cách áp chế hoàn toàn. Kinh Kha giữ lại được một chút tỉnh táo, đưa tay đẩy Tô Thương ra, rồi nói, Tô Thương, cậu mau đi đi, đừng ở lại đây nữa, nếu tôi hoàn toàn nhập ma, thì ai ở đây cũng phải chết hết đấy. Tôi sẽ dùng chú Thanh Tâm, dốc hết sức chống lại ma tính, đừng lo lắng đến núi Cửu Phong nữa, có chú Thanh Tâm rồi, tôi sẽ dùng trận pháp bị hủy diệt trước đó, đánh bại ma tính đến cùng. Kinh Kha cam kết, giao ước của tôi và cậu, tôi sẽ giữ lời, đến lúc đó, tôi sẽ không động đến từng nhánh cây ngọn cỏ của núi Cửu Phong, tự tôi sẽ phá vỡ không trung, đến ngoại vực mở mang kiến thức, rồi tìm tung tích của Tổ Long. Được, Tô Thương đồng ý, ngay sau đó cũng không dám ở lâu nữa, đội tháp hư không trên đầu rồi vội vàng rời khỏi nhà giam dưới mặt đất. Sau khi Tô Thương đi, Kinh Kha liền khoanh chân ngồi xuống, không ngừng vận chuyển chú Thanh Tâm. Trong phút chốc, ánh sáng Phật chiếu khắp lồng giam, nhưng sau đó sức mạnh hắc ám cũng mạnh lên không kém, lần này cả hai đã giao thoa, không phân được thắng bại. Mặc dù lần này không trợ giúp được Kinh Kha hoàn toàn khôi phục lý trí, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất với núi Cửu Phong và Thiên Sơn Tuyết rồi. Ít nhất trong khoảng thời gian rất dài sau này, có lẽ Kinh Kha sẽ không nghĩ đến việc phá vỡ trận pháp của núi Cửu Phong nữa, cuối cùng cũng có thể được yên tĩnh một thời gian. Sau khi trở lại động băng, Tô Thương thu hồi tháp hư không, rồi hít sâu một hơi thật sâu. Lần này xâm nhập xuống lòng đất để gặp đại khủng bố thật sự quá mạo hiểm, chỉ cần không cẩn thận mình sẽ có thể toi đời trong đó. Đương nhiên, muốn thành sự thì phải chấp nhận nguy hiểm, Tô Thương truyền chú Thanh Tâm cho Kinh Kha, trợ giúp Kinh Kha khôi phục lý trí, chắc hẳn không lâu nữa sẽ là một sự trợ giúp lớn. Chỉ cần có Kinh Kha, tiên đế ngoại vực sẽ không còn đáng sợ nữa. Cho dù là Viêm Long Tiên Đế đích thân tới cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay về, thậm chí có khả năng sẽ vĩnh viễn phải ở lại trái đất. Chỉ là, Tô Thương nghĩ, dựa theo lời Kinh Kha nói, Tổ Long hoàn toàn có năng lực đối phó với ba tên tiên đế ngoại vực, nhưng vì sao hơn 2.000 năm trước lại muốn phá rách hư không rời khỏi trái đất? Chẳng lẽ đế phía sau ba người Viêm Long Tiên còn có một bàn tay khổng lồ kinh khủng hơn nữa đang âm thầm điều khiển tất cả? Tổ Long biết rõ những điều này, cho nên mới tạm thời tránh sóng gió, lựa chọn nhượng bộ, một mình tiến về hỗn độn ngoại vực để tìm kiếm một chút hy vọng sống. Không ai biết được những chuyện này. Tô Thương không nghĩ nhiều nữa, mà chuyển ánh mắt lên người Thiên Sơn Tuyết. Lúc này, Thiên Sơn Tuyết yên lặng nằm bên trong quan tài, sự đau đớn trên mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ yên bình. Tô Thương nhìn thấy vậy thì nở nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ cần Tuyết Nhi không có việc gì, mình có gặp nguy hiểm lớn đi nữa cũng đáng giá. Tô Thương. Đúng lúc này, giọng nói của Ngô Thanh Ảnh vang lên trong động băng. Ngay sau đó Tô Thương liền nhìn thấy Ngô Thanh Ảnh đang mỉm cười đi về phía mình. Tiền bối đúng là rảnh rỗi, lúc có việc thì mất tăm mất tích, bây giờ giải quyết được rồi thì bà lại xuất hiện. Tô Thương nói, hiển nhiên vẫn luôn canh cánh chuyện Ngô Thanh Ảnh rời đi trong lòng. Khụ khụ. Ngô Thanh Ảnh có chút xấu hổ, nhẹ nhàng cười nói, tôi ở lại cũng không giúp được cái gì, cậu cũng biết điều này mà, thay vì như vậy thì chẳng bằng rời đi, cho cậu một không gian phát huy tốt hơn, để cậu thoải mái hành động. Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn bà sao? Tô Thương tức giận nói. Thế thì không cần. Ngô Thanh Ảnh mỉm cười, lại hỏi, tôi cảm nhận được sức mạnh ma quái tỏa ra trên người đại khủng bố phía dưới đã giảm bớt rất nhiều, dường như là bị áp chế. Tô Thương, cậu đã làm gì ở phía dưới vậy, đã làm xong chưa? Tiền bối, muốn biết thì tự bà xuống xem là được mà. Tô Thương vừa cười vừa nói. Tên nhóc này. Ngô Thanh Ảnh nhìn qua Tô Thương, nhẹ nhàng cười nói, thói hư tật xấu ghi thù này giống y như ông cố cậu, vừa rồi tôi chỉ ném vấn đề cho cậu để cậu đi giải quyết, cậu lại đối xử với tôi thế này, người tuổi trẻ bây giờ cứ không có khí phách như thế sao? Tiền bối. Bà đừng đứng đấy nói chuyện không đâu, bà có biết tôi ở đã phải trải qua những gì ở phía dưới không? Tô Thương đón nhận ánh mắt của Ngô Thanh Ảnh, cố ý tỏ ra thê thảm nói, tên Kinh Kha ác ma kia bóp cổ tôi, suýt nữa thì bóp chết tôi. Còn nữa, cơ thể của tôi suýt nữa đã bị ông ta đánh tan tành, nếu không phải xương cốt tôi cứng rắn thì đã sớm thiếu tay thiếu chân rồi. Tô Thương tiếp tục nói, bây giờ tôi đã ổn định được tình hình, giúp núi Cửu Phong của bà một ơn lớn. Tiền bối, nói một chút đi,
bà định đền đáp tôi như thế nào? Hả? Ngô Thanh Ảnh hỏi ngược lại, Tuyết Nhi sinh hai đứa bé cho cậu, cậu là con rể của núi Cửu Phong tôi, hóa giải nguy nan cho núi Cửu Phong không phải điều nên làm sao còn ra điều kiện nữa? Chuyện nào ra chuyện đấy, đừng chơi chiêu tình cảm nữa. Tô Thương kiên định nói, tôi vì cứu Tuyết Nhi, cũng tiện thể giúp núi Cửu Phong, chỉ bằng những điều này bà đã phải cho tôi mấy ngàn viên đá năng lượng rồi, không có đá năng lượng thì mấy chục cây dược liệu cũng được, không thể để tôi làm không công được chứ. Được rồi Tô Thương, quanh co lòng vòng nửa ngày, hóa ra cậu có ý này. Ngô Thanh Ảnh chống gậy, không nhịn được cười nói, xem ra trước đó là tôi xem thường cậu, cậu còn tinh danh hơn ông cố mình. Nếu cậu đã nói vậy, nể mặt Tô Vô Kỳ, tôi cũng nên đồng ý với cậu, dù sao năm đó ông ta từng đưa cho tôi một mảnh vỡ tháp hư không. Ngô Thanh Ảnh nở nụ cười, lấy một viên đá tròn sáng lấp lánh trong vòng lưu trữ ra, tuy chỉ to bằng nắm đấm nhưng lại tản ra linh khí mênh mông, thứ này tên là đá thiên nguyên, bên trong ẩn chứa linh khí bằng 3 đến 50 ngàn viên đá năng lượng, hôm nay sẽ tặng cho cậu, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đá thiên nguyên. Tô Thương vui mừng quá đỗi. Thật ra, anh cũng không muốn đòi Ngô Thanh Ảnh cái gì, chỉ là bế quan nửa năm, đồ đạc trong vòng lưu trữ của Tô Thương gần như hết sạch, ngay cả đá năng lượng bổ sung linh khí cũng không còn mấy. Linh khí trong trời đất lại ít ỏi đến đáng thương, nếu như đánh nhau với người ta mà linh khí hao tổn, bổ sung linh khí chính là một vấn đề khó khăn. Cho nên, Tô Thương mới có thể nửa đùa nửa thật yêu cầu Ngô Thanh Ảnh một ít vật tư tu luyện. Nhưng Tô Thương không ngờ được Ngô Thanh Ảnh lại hào phóng như vậy, thế mà trực tiếp lấy ra một thứ cực phẩm như đá thiên nguyên. 3 đến 50 ngàn viên đá năng lượng là Ngô Thanh Ảnh còn nói giảm đi rồi, theo Tô Thương đoán, linh khí mà một viên đá thiên nguyên lớn bằng nắm đấm này ẩn chứa ít nhất cũng phải bằng 80 ngàn viên đá năng lượng bình thường. Cái này, Tô Thương vô cùng bất ngờ, giả vờ từ chối nói, tiền bối, cái này quá quý giá, tôi sao dám nhận. À. Vậy sao, vậy tôi sẽ cất đi. Ngô Thanh Ảnh cười như không cười, cũng làm bộ muốn bỏ đá thiên nguyên vào trong vòng lưu trữ. Tiền bối. Tô Thương thấy thế, trong lòng vô cùng căng thẳng nói, bà không khách sáo với tôi một chút sao? Không, Ngô Thanh Ảnh lắc đầu nói, tôi không có thói quen xấu này. Sao đó lại là thói quen xấu được chứ, khách sáo là truyền thống tốt đẹp của chúng ta, bà tặng đồ cho tôi giả vờ như không muốn. Bà cứ kiên trì đưa cho tôi, một tới hai đi chẳng phải sẽ càng tăng thêm tình cảm sao? Tô Thương lẩm bẩm, tiền bối à, bà đừng không làm theo lẽ thường chứ. À, thật ngại quá, là bà lão này không cho cậu cơ hội biểu diễn. Ngô Thanh Ảnh tỏ ra áy náy, lại cười nói, nếu không tôi hỏi một lần nữa, phối hợp với cậu. Lại đi, Tô Thương kích động. Tô Thương, tôi tặng đá thiên nguyên này cho cậu. Ngô Thanh Ảnh cười. Định trêu đùa Tô Thương một lần nữa. Chờ Tô Thương từ chối, mình sẽ không đưa đẩy với cậu ấy mà trực tiếp cất đá thiên nguyên đi, dùng hành động thực tế để dạy cho Tô Thương một bài học, nói cho cậu ấy biết cái gọi là khách sáo không có chút ý nghĩa nào. Được rồi, cảm ơn tiền bối. Nhưng ai biết thế mà Tô Thương lại chạy tới, nhận lấy đá thiên nguyên, sau đó bỏ luôn vào vòng lưu trữ của mình. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Vẻ mặt Ngô Thanh Ảnh ngạc nhiên. Bà ấy khó tin đứng tại chỗ, biểu cảm có chút cứng ngắc. Sau khi dừng lại một hồi, Ngô Thanh Ảnh mới phản ứng lại, lần này đến lượt bà ấy đen mặt, tên nhóc nhà cậu, vừa nãy thì nói tôi không làm đúng trình tự, vậy giờ cậu đang làm cái gì vậy hả? Không phải đã nói là phải khách sáo sao, cậu từ chối, còn tôi cứ kiên trì tặng, gia tăng tình cảm sao, vậy bây giờ là chuyện gì đây hả? Tiền bối, tôi cảm thấy bà nói cũng có lý đấy chứ. Khách sáo đúng là một thói xấu. Tô Thương ăn nói ngay thẳng, tiền bối là bà nội của Tuyết Nhi, cũng chính là bà nội của tôi, mà tôi lại khách sáo với bà nội mình thì lại quá xa cách rồi. Tên nhóc nhà cậu, đúng là tinh danh mà. Ngô Thanh Ảnh dở khóc dở cười nói. Ha ha. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, tiền bối, chỗ bà còn đá thiên nguyên, món đồ tốt như này không? Bà là người luyện võ cổ đại sẽ không cần đến thứ này. Nếu như vẫn còn thì bà cho tôi đi, tôi sẽ làm cho chúng phát huy được công dụng lớn nhất. Tô Thương được voi đòi tiên nói. Hết rồi, chỉ có một viên này thôi. Ngô Thanh Ảnh trả lời thật lòng, sau đó hỏi, Tô Thương,
rốt cuộc là tên đại khủng bố ở phía dưới ra sao, cậu nhìn thấy ông ta rồi ư? Tô Thương khẽ gật đầu nói, nhìn thấy rồi, ông ta cũng không phải do luyện công mà tẩu hỏa nhập ma, mà là lựa chọn hiến tế linh trí, cái này nói ra thì tương đối phức tạp. Nói tóm lại là tôi đã truyền cho ông ta một môn bí thuật, chắc hẳn rất nhanh thôi là đã có thể áp chế được ma tinh trong cơ thể. Tiền bối, cái tên đại khủng bố quả thật khủng bố đó nha, nếu như ông ta có thể áp chế ma tính trong người, đi ra khỏi phía dưới núi Cửu Phong, như thế trái đất sẽ không còn sợ hãi ngoại vực nữa. Tô Thương nói tiếp, cho dù Viêm Long Tiên Đế có đích thân đến đây, chỉ sợ cũng chẳng chiến được chút lợi ích nào. Nhưng nếu như ông ta không thể áp chế được ma tính trong người, vậy đối với trái đất mà nói đây sẽ là một trận tai họa lớn. Tô Thương nghiêm túc nói đơn giản một chút, thì ông ta chính là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt thì có thể chém giết kẻ địch, còn nếu như dùng không tốt. Mặc dù vẫn chưa nói hết câu, nhưng ý nghĩa đã rõ ràng. Hay! Ngô Thanh Ảnh thở dài một hơi nói, hy vọng có thể phát triển theo chiều hướng tốt, việc này có liên lụy tương đối lớn. Tô Thương, hy vọng cậu có thể giữ bí mật, đừng nói chuyện của Kinh Kha cho bất kỳ ai cả, tôi sợ có người sẽ phá hư động băng, làm cho trận pháp rối loạn, sẽ thả Kinh Kha ma tính ra sớm. Bà cứ yên tâm, việc này có bà biết tôi biết, trời biết đất biết. Tô Thương đồng ý. Được. Ngô Thanh Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi cũng nên đi chuẩn bị một chút, cũng không biết trận chiến ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Tiền bối. Tô Thương nghe vậy, lập tức mở miệng nói, tôi đã nghe nói về chuyện bà giao ước chiến đấu với Phong Khê Thiếu gia rồi. Không bằng để tôi thay thế bà nghênh chiến với Phong Khê Thiếu vậy, chắc là anh ta cũng sẽ không từ chối đâu. Không được. Ngô Thanh Ảnh lắc đầu nói, trận chiến ngày mai không chỉ là một cuộc đọ sức giữa trái đất và ngoại vực, mà còn là lúc để chứng minh hệ thống võ thuật cổ đại. Bây giờ các ngọn núi lớn của giới luyện võ cổ đại đã bị ngoại vực chiếm cứ, tinh thần binh sĩ của giới luyện võ cổ đại đã sa sút. Thân là đệ nhất giới luyện võ cổ đại, tôi nhất định phải tìm cho ra, lấy hệ thống võ thuật cổ đại nghênh chiến với Phong Khê Thiếu gia, để nói cho mọi người biết rằng, hệ thống võ thuật cổ đại không yếu kém. Ngô Thanh Ảnh nhìn thoáng qua Tô Thương rồi nói tiếp, còn có một chuyện, đó là e rằng cậu cũng không phải là đối thủ của Phong Khê Thiếu gia. Tôi thấy cảnh giới của cậu, chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ nhỉ, mặc dù sức chiến đấu của cậu có mạnh hơn đi chăng nữa, dù có thể vượt cấp chiến đấu, đánh bại Nguyên Anh đỉnh phong, như vậy cũng chưa chắc đã đánh thắng được Phong Khê Thiếu gia. Ngô Thanh Ảnh phân tích, Phong Khê Thiếu gia này không phải là Nguyên Anh đỉnh phong bình thường, thực lực vô cùng mạnh. Mặc dù tôi đã bước vào cảnh giới võ thánh đỉnh phong, nhưng nếu đối mặt với cậu ta thì cũng chưa chắc nắm chắc được phần thắng. Ngày mai cứ để tôi đến thử sức mạnh của cậu ta vậy, xem rốt cuộc cậu ta che giấu tài năng gì mà lại dám trắng trợn hoành hành ở trái đất. Ngô Thanh Ảnh nói thêm. Vậy tiền bối cẩn thận một chút, ngày mai tôi nhất định sẽ đến đó để quan sát trận chiến. Tô Thương nói. Được. Ngô Thanh Ảnh khẽ gật đầu. Sau đó hỏi, tôi phải đi ra ngoài rồi, có đi chung không? Tôi ở lại thêm chút nữa, chờ cho đại khủng bố ở bên dưới yên lặng hoàn toàn rồi tôi đi ra ngoài sau. Tô Thương đầu tiên là trả lời, ngay sau đó anh chợt nhớ đến hai đứa con của mình, cho nên hỏi, tiền bối, Du Du và Tinh Hà đi đâu rồi, tại sao ở núi Cửu Phong không cảm nhận được hơi thở của hai đứa nhỏ vậy? Chuyện này, Ngô Thanh Ảnh lộ ra một nụ cười. Úp mở nói, tạm thời tôi sẽ không nói cho cậu biết. Nhưng mà cậu đừng lo lắng, hai đứa nhỏ nhà cậu rất an toàn, cậu cứ tập trung lo đối phó chuyện tiếp theo là được rồi. Theo tôi được biết, linh khí thức tỉnh sắp bắt đầu rồi nhỉ, đến lúc đó nhất định sẽ vô cùng hỗn loạn, yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ xuất hiện. Ngô Thanh Ảnh nói, an toàn là tốt rồi. Tô Thương thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, cảm ơn tiền bối nhắc nhở, tôi sẽ làm việc cẩn thận. Vậy tôi đi trước đây. Ngô Thanh Ảnh khẽ gật nhẹ đầu, sau đó khẽ gõ cây gậy xuống đất, cơ thể biến mất ngay lập tức. Về phần Tô Thương, anh ở bên cạnh quan tài băng, khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh đã tiến vào trạng thái tu luyện. Và đương nhiên, anh đã tách một bộ phận thần thức ra, luôn luôn lúc nào cũng quan sát trạng thái của Kinh Kha, nhận thấy được Kinh Kha đang chuyển biến theo chiều hướng tốt, lúc này Tô Thương mới từ từ yên tâm. Cứ như vậy,
bất chi bất giác đã sang đến ngày hôm sau. Ngay tại thời điểm này, Tô Thương đang tu luyện, chậm rãi mở mắt ra. Trải qua một đêm quan sát, trạng thái của Kinh Kha trong lồng giam đã tốt hơn rất nhiều, hai mắt ông ta đã khôi phục tỉnh táo, chắc chắn không bao lâu nữa là có thể áp chế ma tính một cách triệt để. Đây là một chuyện rất tốt. Kinh Kha đã không còn muốn phá vỡ trận pháp nữa, Thiên Sơn Tuyết Canh giữ núi Cửu Phong tự nhiên sẽ không còn đau đớn nữa, hô hấp ổn định nằm trong quan tài. Tuyết Nhi, không cần lo lắng, rất nhanh thôi là em đã có thể khôi phục được tự do, không cần nằm trong quan tài nữa. Tô Thương đi tới trước quan tài, nhìn thoáng qua Thiên Sơn Tuyết ở khoảng cách gần, sau đó lập tức tung người bay ra khỏi thác nước. Cậu chủ, Tô Thiếu Gia. Lúc này, bên ngoài thác nước đang có Nam Cung Ngự, Ngô Phong cùng với ba vị phong chủ chờ Tô Thương. Nhìn thấy Tô Thương nhảy ra từ trong thác nước, những người này vội vã tiến lên chào hỏi. Tô Thương gật đầu đáp lại. Tô Thiếu Gia. Đúng lúc này, Phan Châu Đan, một trong tám phong chủ, bước ra khỏi hàng người, nhìn Tô Thương với vẻ mặt xấu hổ, chắp tay nói, hôm qua tôi đã đắc tội nhiều rồi, hy vọng Tô Thiếu Gia sẽ không để ý. Đương nhiên là không rồi. Tô Thương khẽ cười nói, tôi cũng có chỗ làm không đúng, đã quá lỗ mãng, mong mọi người tha lỗi. Tô Thương rất tán thưởng tính cách của Phan Châu Đan, có chuyện gì thì nói thẳng mặt, làm sai thì dứt khoát xin lỗi chứ không hề giấu giếm, sẽ không giở chút thủ đoạn ở sau lưng. Kiểu người như này rất đáng để kính trọng. Tô Thương ăn mềm không ăn cứng, người kính trọng anh một thước, anh sẽ đáp lại người đó một trượng. Từ đầu Phan Châu Đan nhận lỗi, Tô Thương cũng sẽ không làm giá. Không không không, Tô Thiếu Gia, cậu chỉ là quan tâm đến sự an nguy của Thiên Minh Chủ mà thôi, như thế có thể hiểu được. Phan Châu thở dài một hơi, nói tiếp, xấu hổ thật, hôm qua tôi trông mặt mà bắt hình dong, cảm thấy cậu trẻ tuổi như vậy, cho nên vô cùng khinh thường cậu, mà lại không ngờ rằng chỉ cần cậu giơ tay lên thôi là đã có thể đoạt mạng của tôi. Bây giờ nghĩ lại, quả là xấu hổ thật. Ha ha, nếu chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc tới nữa làm gì, nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta thoải mái là tốt rồi. Tô Thương khẽ cười. Sau đó hỏi, hôm qua không phải có 8 vị phong chủ sao, sao hôm nay chỉ có 3 người vậy, những phong chủ khác đi đâu mất rồi? Bọn họ đang ở bên ngoài núi Cửu Phong, cuộc chiến đối đầu giữa Ngô Tiền Bối và Phong Khê Thiếu Gia sẽ sớm được bắt đầu. Phan Châu Đan trả lời. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó nói, chúng ta cùng nhau xem thử đi, tôi đang muốn học hỏi một chút xem thế nào gọi là Phong Khê Thiếu Gia. Vâng. Nam Cung Ngự, Phan Châu Đan và hai vị phong chủ khác đang có mặt đều đồng ý. Ngay sau đó, nhóm người Tô Thương rời khỏi nơi này, đi thẳng ra ngoài núi Cửu Phong. Ngay tại thời điểm này, bên ngoài núi Cửu Phong, có rất nhiều người tập trung lại. Hôm nay, cao thủ ngoại vực Phong Khê Thiếu Gia sẽ khiêu chiến với đệ nhất giới luyện võ cổ đại, Ngô Thanh Ảnh. Người luyện võ cổ đại đến đây tìm kiếm sự giúp đỡ của núi Cửu Phong đã sớm ngóng trông chờ đợi. Trận chiến này sẽ quyết định trực tiếp đến tương lai của giới luyện võ cổ đại, thậm chí còn liên quan đến sự tồn vong của thế lực bản địa trái đất. Thập đại cổ tộc, ngoại trừ gia tộc Nam Cung gia thì những cổ tộc khác đều cử người đến đây. Gia tộc Đông Phương, gia tộc Hạ Hầu, gia tộc Văn Nhân, nhà họ Tây, gia tộc Độc Cô, gia tộc Thượng Quan. Thập đại cổ tộc từ nửa năm trước đã phát động khiêu chiến với các thế lực cổ tộc lớn. Bây giờ, thế lực cổ tộc của trái đất chỉ còn lại núi Cửu Phong ngoài nước đang thoi thóp. Hôm nay bọn họ đến đây, một là để xem hai vị cường giả chiến đấu với nhau, hai là vì đưa ra kết thúc. Nếu như Phong Khê Thiếu Gia thắng, sẽ không còn ai trên núi Cửu Phong ngăn cản được bước chân của bọn họ nữa. Đến lúc đó, giới luyện võ cổ đại coi như rơi vào tay giặc hoàn toàn. Nói tóm lại, lúc này bên ngoài núi Cửu Phong đang vô cùng náo nhiệt, người đến đông nghìn nghịt, mênh mông cả biển người. Trong đám người có một người cầm quạt lông, đầu đội khăn lụa, khí chất vô cùng nho nhã. Người này chính là Quách Hí. Vội vội vàng vàng, cuối cùng cũng không đến muộn. Quách Hí cầm quạt lông trong tay, nhẹ nhàng quạt, ngay sau đó thầm nghĩ, mình có thể cảm nhận được cậu chủ đang ở gần đây. Xem ra hôm nay không hề uổng công. Cũng không biết hôm nay cậu chủ thế nào rồi. Tô Thương có ơn lớn đối với Quách Hí. Nếu như không phải là Tô Thương,
thì Quách Hí đã không thể đặt chân vào hàng ngũ tu chân. Có lẽ bây giờ vẫn như trước ở Giang Bắc, vẫn đang làm một phó đội trưởng đội vệ sĩ nho nhỏ. Là Tô Thương đã cho anh ta một cơ hội để bắt đầu lại lần nữa, giúp cho Quách Hí có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Dù cho không có bản khế ước linh hồn thì Quách Hí vẫn sẽ phụng Tô Thương làm chủ, cô cùng kính trọng anh. Ngô Thanh Ảnh, đã đến lúc rồi, vì sao bà vẫn chưa xuất hiện, bà không dám sao? Đúng lúc này, Phong Khê thiếu gia bay lên trời, lơ lửng giữa không trung, giọng nói giống như sấm sét, truyền khắp mọi ngóc ngách ở nơi này. Trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười khinh bỉ, khiêu khích nói, nếu như bà sợ thì bổn thiếu gia tôi đây cũng sẽ không làm khó dễ bà, và cứ đi ra nói cho mọi người biết, rằng núi Cửu Phong từ đây về sau phục tùng ngoại vực, như thế tôi sẽ tha cho bà một mạng. Kiêu căng, ngạo mạn, hai từ này được Phong Khê thiếu gia diễn giải vô cùng nhuần nhuyễn. Đệ tử các đại cổ tộc nhìn thấy một màn này đều ồn ào lộ ra nụ cười đắc ý, cáo mượn oai hùng cũng trở nên tự hào theo. Người luyện võ cổ đại đến nương tựa Ngô Thanh Ảnh, thì có người sợ hãi, lo lắng cho bản thân, có người phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Tiền bối Ngô Thanh Ảnh sao vẫn chưa xuất hiện vậy, không phải tiền bối sợ thật đấy chứ. Phong Khê thiếu gia mạnh mẽ thật, chỉ riêng hơi thở của anh ta thôi cũng đủ để nghiền ép võ tôn đỉnh phong rồi ấy chứ. Im miệng hết đi, đừng có nuôi tham vọng của người khác mà phá hủy oai phong của chính mình, chắc chắn tiền bối Ngô Thanh Ảnh có việc nên mới chậm trễ. Đúng vậy, nếu như sợ thì sao tiền bối Ngô Thanh Ảnh có thể đồng ý khiêu chiến của Phong Khê thiếu gia chứ, chúng ta phải tin tưởng tiền bối. Chó ngoại vực chết tiệt, đừng hòng muốn ông ta phục tùng mấy người, cùng lắm thì cá chết lưới rách, 20 năm sau ông đây sẽ lại trở thành một anh hùng. Thà chết không làm chó ngoại vực. Thà chết không làm chó ngoại vực. Thà chết không làm chó ngoại vực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.